Juju, Juju, mẹ, không được lại đây, tiền, nhanh, tiền tôi đã mang đến rồi, mở ra. Chút tiền này, chỉ đủ chụp một người. Các người chọn ai đây? Thả Juju ra, nhà cô đã mất 18 năm, mới nuôi dạy được Juju. Tuyệt đối không thể để cô ấy gặp chuyện, nếu không phải do cô hại Juju. Làm sao mà Juju có thể bị bắt cóc được? Cô nên lấy mạng mình để đền cho Juju. Chọn cô ấy đúng không? Đưa tiền đây. Đi đi. Juju. Dù cho mình có cố gắng thế nào, có chân thành ra sao, mãi mãi cũng không thể so sánh với Cố Diệp Du một chút nào. Đây chính là cái gọi là người thân và bạn trai. Sư phụ, con hối hận rồi. Con muốn về nhà. Vẫn đến muộn một bước. Trời đất định vị, núi sông thông khí, sấm gió mỏng manh, bằng công đức của ta, đổi lấy một mạng sống cho đồ đệ của ta. Đồ đệ ngoan, đi đi, đến thế giới nhỏ nhanh, hoàn thành 100 nhiệm vụ, là có thể tái sinh trở về, nghịch thiên cải mệnh rồi. Hạ, em thực sự rất thích chương trình tập kỹ đó, em xin chị đấy, chị đổi với em đi, được không? Hạ hạ, đây là nhà họ Cố, mình đã trở lại, mình đã trở lại. Mình thật sự không chết. Kính chào chủ nhân kính mến. Hoàn thành 100 nhiệm vụ nhanh, chỉ có thể đổi 3 ngày sinh mệnh. Muốn kéo dài sinh mệnh, cần phải nhận được sự yêu thích của nhiều người hơn, dùng sự yêu thích của người khác để đổi lấy sinh mệnh. Muốn được người khác yêu thích, cách nhanh nhất là nổi tiếng toàn mạng. Nhân hạ, bắt đầu lại từ con số 0, đối với em không có bất kỳ sự giúp đỡ nào, anh sẽ tìm cho em những nguồn tài nguyên tốt hơn, em nhường suất tham gia chương trình giải trí cho Juju. Bắt đầu lại từ đầu. Nếu không nhớ nhầm, đây chính là một chương trình giải trí hiện tượng. Kiếp trước, Cố Diệp Giao chính là dựa vào, bắt đầu từ con số 0, tăng vọt hàng triệu người theo dõi. Cuộc đời này, những gì thuộc về mình, không ai có thể cướp đi nữa. Những tài nguyên tốt của các người, em không có phúc mà hưởng. Không đổi. Nhân hạ, con cũng quá keo, kiệt rồi. Bây giờ con là tiểu thư nhà Cố, nhưng còn Juju thì sao, lại mất đi thân phận này. Con bồi thường cho cô ấy một chút, chẳng phải là nên làm sao? Nói thêm nữa là, anh cả của con không phải đã bồi thường cho con rồi sao? Con còn điều gì không hài lòng? Rõ ràng là Cố Diệp Du thay thế tôi. Ở nhà họ Cố hưởng thụ cuộc sống an nhàn bao năm nay, mà còn bị các người nói thành con cướp danh phận của cô ấy à? Thật là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Con nói gì? Con nói, cô tiểu thư nhà họ Cố này, cô Cố Diệp Du muốn làm thì cứ tiếp tục làm đi, con không thèm nữa. Hạ hạ, chị làm như vậy không phải là muốn đuổi em ra khỏi nhà họ Cố sao? Vậy em đi. Đây có phải phần để em nói không? Em điên rồi à? Juju, mày đúng là đồ phá đám. Chúng ta không nên nhận mày về. Bây giờ mày phải xin lỗi Juju ngay lập tức và trả lại chương trình tập kỹ cho Juju. Nếu không thì, đừng gọi tao là mẹ. Nhà họ Cố không có đứa con gái như mày. Thả Juju ra. Vậy thì đoạn tuyệt quan hệ đi. Con không muốn làm con gái nhà họ Cố thêm một phút nào nữa. Đi thôi. Một kẻ quê mùa từ nông thôn, chẳng biết làm gì, chỉ biết làm mất mặt nhà họ Cố. Không so được với Juju, khí chất tiểu thư cao quý, thanh lịch. Hạ hạ, người nên đi là em. Chương trình tập kỹ đó em cũng không cần nữa. Đừng làm phiền. Mẹ và anh trai không vui nữa. Cất ngay cái vẻ ngây thơ vô tội đó đi. Đừng diễn kịch trước mặt chị. Chị không mắc bẫy của em đâu. Sao con có thể nói như vậy? Lễ phép của con đi đâu rồi? Con có bố mẹ sinh nhưng không có bố mẹ nuôi. Lễ phép của con bị chó ăn mất rồi. Con, có vẻ chúng ta thật sự không nên nhận lại con. Được, con muốn đi cũng được. Nhưng tất cả bồi thường nhà họ Cố đã cho con hơn một năm qua, phải trả lại hết. Đây là tất cả bồi thường các người cho tôi.
Tôi chưa động đến một xu, tất cả đều ở đây, bao gồm tất cả những thứ tôi đã dùng ở nhà cố, tất cả đều được trừ vào bên trong. Sau này chúng ta không còn nợ nần nhau. Mẹ! Nó thật sự đã rời đi. Tức chết tôi rồi. Cô ấy quá vô lý. Rời khỏi nhà họ cố, tài nguyên của công ty, em ấy đừng mơ lấy được một xu. Bây giờ, con sẽ gọi điện cho người quen ở các công ty giải trí khác, bảo họ đừng ký hợp đồng với Nhân Hạ. Em ấy có cách lên chương trình thực tế, con cũng có cách khiến em ấy tự nguyện rút lui. Nhân Hạ, rời khỏi nhà họ cố, chị đừng mong trở về nữa. Tôi sẽ cho mẹ và các anh biết, tôi mới là tiểu thư nhà họ cố thích hợp nhất. Mấy năm không gặp, trình độ tiến bộ nhỉ? Không có ông nội, vẫn còn kém xa so với ông. Ông chủ, đại tiểu thư gọi điện rồi. Hạ Hạ, sư phụ, người nhà họ cố bắt nạt con à? Không có, con chỉ muốn báo cho sư phụ biết, sau này con không về nhà nữa. Ngài bảo thư ký Nghiêm giúp con chuyển hộ khẩu ra nhé. Ta sẽ cử người đến đón con về. Không cần đâu. Vài ngày nữa con còn phải tham gia chương trình thực tế. Đợi con bận xong sẽ về thăm ngài. Được được. Sư phụ có lẽ vẫn chưa biết con đã quay trở lại. Con phải kiếm đủ điểm sinh mệnh mới có thể quay về. Không thể để sư phụ lo lắng nữa. Ông Nhan, có phải bên Hạ Hạ đã xảy ra chuyện gì không? Có cần cháu giúp ông qua đó đón cô ấy về không? Cô ấy vẫn chưa chịu về. Nói là muốn vào sao biết giờ, tham gia một chương trình gì đó. Đúng rồi, lần trước nghe ông nội cậu nói, cậu về nước. Phải không, cũng muốn vào sao biết giờ. Phải, nhà thờ định phát triển vào sao biết giờ. Cháu cũng đang chuẩn bị tham gia một chương trình thực tế. Có thời gian giúp mình chăm sóc Hạ Hạ. Tính ra, cậu và Hạ Hạ cũng đã mười mấy năm không gặp rồi nhỉ. Dừng tay. Sau này ai dám bắt nạt cậu ấy, chính là đối đầu với tôi Nhân Hạ. Ông yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Hạ Hạ, nhất định, không để cô ấy chịu một chút ấm ức nào. Nhân Hạ, chị đến rồi. Chị cũng đến tham gia chương trình à? Anh dẫn em đến đấy. Anh ba là ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí mà, đặc biệt đưa em đến chương trình này để nổi tiếng. Vậy nên rõ ràng các người có thể lấy được suất, nhưng lại cứ ép tôi nhường. Thật làm tôi nhìn với con mắt khác. Hạ Hạ, có phải chị không vui không? Em ấy có tư cách gì mà không vui? Anh đối xử tốt với cô ấy, không đến lượt người nào đó lên tiếng chỉ trích. Alo. Nếu hai người có vấn đề về đầu óc, có thể đến bệnh viện tâm thần xem thử. Đừng có mà dính líu vào nhé. Nhân Hạ, anh nói cho em biết, đợi đến khi em bị cả mạng đen đủi, đừng có mà đến cầu xin anh. Khi tôi nổi tiếng trong giới xuyên nhanh, anh còn không biết ở đâu nữa. Là quý làng đấy, diễn viên họ Kỷ lại là khách mời bí mật của chương trình. Anh ba, anh đi trước chờ em. Em đi tìm anh Quý Lăng. Anh Quý Lăng. Anh Quý Lăng. Nghe nói diễn viên họ Kỷ và Nhân Hạ là thanh mai trúc mã. Vậy chắc là vì Nhân Hạ mới đến tham gia chương trình này phải không? Nhân Hạ, tại sao cái gì chị cũng muốn tranh giành với tôi? Cứu Du Du. Du Du. Kiếp trước coi như mình mắt mù. Kiếp này loại đàn ông tệ hại này, cứ để một mình Cố Diệp Du muốn đi. Anh nghe đại ca của em nói rồi, tại sao không để chương trình tập kỹ cho Du Du? Anh thích Cố Diệp U như vậy, sao anh không nhường? Em đang nói linh tinh gì thế? Anh luôn xem Du Du như em gái. Em nói như vậy, lại đặt anh vào tình thế nào đây? Em suy đoán về anh như vậy, có xứng đáng với tình cảm của chúng ta trong những năm qua không?
Phải làm ầm lên đến mức chia tay em mới hài lòng sao? Vậy thì chia tay đi. Em. Nhân Hạ, em hãy rút lại lời đó. Anh sẽ không đối đầu với em đâu. Em không phải đang thảo luận với anh. Em đang thông báo cho anh. Nhân Hạ, anh bị đá rồi hiểu không? Nhân Hạ, em dám nói chuyện với anh như vậy à? Xin mời tất cả các khách mời tham gia. Chúng ta tập trung bên này. Chào mừng các bạn tham gia. Chương trình thực tế bắt đầu từ con số 0. Giờ phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Bật máy, bật máy. Các bạn trai đẹp tiếp theo sẽ sống ở đây. Trong 2 ngày, ban tổ chức chương trình đã chuẩn bị chỗ ở và dụng cụ cho mọi người. Còn về thực phẩm cần thiết hàng ngày, điều này cần mọi người hoàn thành. Nhiệm vụ hàng ngày do chương trình của chúng tôi công bố để đổi lấy. Bây giờ xin mời mọi người tự do lập đội. Anh sẽ cho em một cơ hội nữa. Nếu em cầu xin anh sẽ lập đội với em. Cút, em. Nhân Hạ, cho dù em quỳ xuống cầu xin anh cũng sẽ không hợp tác với em. Không có lưu lượng của anh, em cứ đợi mà thối nát trong chương trình đi. Thời Hy Diễn. Thời Hy Diễn. Thật là tuyệt vời. Cô Nhân, cả chương trình anh đều muốn lập đội với em. Đây chẳng phải là gia đình đứng đầu ở đế đô. Nhà vô địch sợ thần hành, mắt tôi. Có lẽ không phải đang ảo giác chứ, thực sự mời được diễn thần đến. Diễn thần, em yêu anh, diễn thần vô địch. Cô Nhân, cả chương trình anh đều muốn cùng cô lập đội. Sao Thời Hy Diễn lại chủ động tìm Nhan Hạ, cái cô gái quê mùa này để xin lập đội? Thời Hy Diễn và Nhan Hạ có quan hệ gì? Em chắc chắn muốn lập đội với anh ta không? Không phải chuyện của anh. Thằng nhóc này cao hơn Quý Lăng, còn đẹp trai hơn Quý Lăng. Lập đội có vẻ cũng được đấy. Không nhận ra à? Được, em lập đội với anh. Sau này em sẽ che chở cho anh. Được rồi, Hạ Hạ. Hạ Hạ. Hạ Hạ. Hạ Hạ. Người này hình như hơi quen mắt. Không nhớ ra. Thôi, không nghĩ nữa. Mình có thể tham gia đội của các cậu không? Tất nhiên là được, vào đi. Chúng ta ba người sống vui vẻ còn hơn bất cứ điều gì. Vì mọi người đã lập đội rồi, thì hãy đi theo tôi. Các bạn, tiếp theo là tiết mục đầu tiên của chúng ta, cuộc thi tài năng đeo mặt nạ. Mọi người phải biểu diễn tài năng với mặt nạ để đổi lấy bữa tối hôm nay. Ban tổ chức đã đặc biệt mời 100 người dân làng làm khán giả để bình chọn cho các bạn. Cuối cùng, người đặt số phiếu cao nhất sẽ nhận được một bàn tiệc thịnh soạn mà chương trình đã chuẩn bị. Còn những người thất bại khác thì, ha, chỉ nhận được một chiếc bánh bao từ chương trình. Phía sau thì, đây là nhạc cụ đã chuẩn bị cho mọi người. Bắt đầu thôi. Lâu rồi không chơi guitar. Anh ba, gần đây em học một bài hát mới, cần dùng đến guitar. Được, anh ba lấy cho em. Ừ. Du Du muốn chơi guitar, em vẫn nên chọn nhạc cụ khác đi. Cái này là em lấy trước mà. Em có biết chơi guitar đâu. Để cho Du Du dùng thì có sao đâu. Em còn chưa ăn phần nữa. Cần em nhường cho cô ấy ăn không? Hạ Hạ, chị nhường cây guitar này cho em đi mà. Em thực sự rất cần dùng. Chương trình vừa mới công bố quy tắc, em đã chuẩn bị sẵn sàng. Em có thông tin nội bộ à, chị? Em không có. Nhân Hạ, Du Du chỉ muốn có một cây đàn guitar thôi, em không cần phải ép buộc như vậy. Du Du tốt nghiệp nhạc viện, cây đàn guitar này phù hợp nhất với cô ấy. Ở đây có nhiều nhạc cụ thế này, em chọn bừa một cái không phải là được sao? Học nhạc thì phải chơi guitar. Vậy tôi học đánh người, có phải cũng cần ba khuôn mặt dày không? Tôi tát anh ta hai cái. Thằng nhóc này miệng lưỡi thật độc ác. Thích rồi, thích rồi. Nhạc cụ vốn dĩ nên giao cho người biết sử dụng.
Chúng ta từ khi nào có quy định này? Đạo diễn sau này đừng để một số người không chuyên tùy tiện thêm quy định cho tổ chương trình của chúng tôi. Nhân Hạ, em chắc chắn sẽ lập đội với loại người này chứ? Em không lập đội với anh ấy, chẳng lẽ với anh? Em Hạ Hạ, chị nhường cây guitar ta cho em đi mà. Chị muốn gì, em đều có thể lấy bất cứ thứ gì đổi với chị. Được thôi, 10 vạn tệ mình nhường cho em. Nhân Hạ, em muốn tiền đến phát điên rồi à? Phát thế này, vậy em cũng có thể chọn không đổi. 10 vạn thì 10 vạn, em đổi. Mình tuyệt đối không thể mang lại cho Nhan Hạ một cơ hội nổi tiếng. Được rồi, đưa cho em. Sau này nếu thấy thích thì nhớ tìm chị nhé. Đàn tranh và đàn dương cầm này hình như cũng khá tốt. Chọn cái nào đây, Hạ Hạ? Anh Quý Long, mọi người nhanh chọn đi, không thì sẽ bị nhóm khác chọn mất. Anh chọn dương cầm, anh Ba. Anh chọn đàn nhị đi. Được, Tam ca sẽ kéo một khúc tam hồ cho em. Cô Diệp Du thật đúng là trước sau như một. Chỉ cần là thứ mình thích, cô ấy đều muốn giành. Muốn giành như vậy, thì cứ giành đi, Hạ Hạ. Bây giờ còn có đàn cổ tranh, đàn tì bà và kèn su ơn à. Rốt cuộc chị sẽ chọn cái nào? Đàn tì bà và đàn tranh đều rất khó, Nhân Hạ không thể chơi được. Vậy chỉ còn lại kèn su ơn à thôi. Thổi kèn su ơn à trên sân khấu vào buổi tối, lần này dù chị ấy chọn thế nào, cũng không thể thắng. Gà, con. Chọn ai? Là người đó. Là cậu. Hạ Hạ, chị muốn chọn đàn tì bà à? Đúng vậy. Thậm chí không biết tư thế, cầm đàn. Thật là tự tìm đường chết. Tốt nhất là em nên bỏ cuộc sớm đi, để khỏi ở đây mất mặt. Nếu cậu thật sự rảnh rỗi không có việc gì, thì ra đầu làng khiêng phân đi, cậu. Hạ Hạ, đàn tì bà và guitar ta không giống nhau đâu. Cây tì bà này khó chơi hơn đàn guitar ta nhiều. Chị có cầm nhầm không đấy? Không đâu, chị chính là muốn chơi tì bà. Bây giờ trong phòng livestream có hàng triệu người. Anh khuyên em, đừng làm mất mặt trước cư dân mạng cả nước. Nhiều người quá. Thế thì tốt quá. Chỉ cần lần diễn này đạt giải nhất, chắc chắn có thể tăng không ít sinh mệnh. Nhâm Hạ, anh nói cho em biết, bây giờ em đang làm mất mặt nhà cố. Sau này nếu bị người khác biết, em là em ruột của anh không có mặt mũi để nhận em. Hạ Hạ, cây đàn vui ta này, không giống đàn tì bà chút nào, không phải người bình thường có thể chơi được. Chị lấy một cây kèn su ơn à, ít nhất lên sân khấu còn phát ra tiếng. Hay là em bỏ thêm 10 vạn, chị sẽ nhường đàn tì bà cho em, còn muốn moi thêm 10 vạn. Chị nằm mơ đi. Em cần nhiều nhạc cụ như vậy để làm gì, không trả nổi à? Vậy thì im miệng đi. Nhân Hạ, chính chị đã tự lao vào con đường chết. Cuộc thi tài năng lần này, mình chắc chắn sẽ thắng. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Cuộc thi tài năng từ Zenzo bắt đầu chính thức bắt đầu. Cảm ơn mọi người đã thích. Hy vọng màn biểu diễn tiếp theo cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người. Thật tuyệt. Nhanh lên, thật tuyệt vời. Quá tuyệt vời, nghe thật hay. Du Du, em thật tuyệt vời. Dữ liệu đã được mua. Tối nay, em nhất định có thể nổi tiếng. Đến lúc đó, em có thể trực tiếp đóng vai nữ chính trong phim mới của anh hai. Thật không anh ba? Anh hai bây giờ là, trong giới, đạo diễn thiên tài mới nổi. Phim của anh ấy, thường mời những ngôi sao hạng A nổi tiếng tham gia. Em thực sự có thể trở thành nữ chính không? Tất nhiên rồi, em chính là phim tối nay. Anh ba, Hạ Hạ sắp lên sân khấu rồi, em vừa thể hiện rất tốt. Nếu Hạ Hạ cảm thấy áp lực, thì phải làm sao đây? Anh ba, anh giúp em nói với cô ấy, một cách tốt được không? Bây giờ rút lui vẫn còn kịp. Anh là gì? Có phải là đồ vô dụng không? Thời Hy diễn, tôi đang nói chuyện với Nhân Hạ. Tránh xa tôi ra. Nghe thấy chưa? Nếu không nghe thấy, tôi sẽ đi mượn loa, từ đạo diễn, treo lên tai cậu. Cậu, Nhân Hạ, nếu em tự nhận thua, không lên đó mất mặt. Chuyện đã xảy ra trước đây, anh có thể tha thứ cho em.
Thích tha thứ thế, anh đã đội quá nhiều mũ xanh rồi. Nhân hạ, anh có thể cho em lên sân khấu, em cũng có thể chơi đàn, nhưng bất kể cư dân mạng mắng em thế nào, nhà họ Cố chúng tôi tuyệt đối sẽ không giúp em thêm lần nào nữa. Và phải cắt đứt mọi quan hệ. Tốt nhất là anh, nhớ lời này của anh. Chị. Tiếp theo xin mời nghệ sĩ Nhan Hạ mang đến cho chúng ta bản nhạc tỷ bà, Thập Diện Mai Phục. Thập Diện Mai Phục. Làm sao có thể? Mình đã luyện đàn tỷ bà 10 năm, cũng không dám chọn bản nhạc này. Để cô ấy đánh. Anh chờ cô ấy bị mắng toàn mạng. Hừ, hừ, bị mắng cũng đáng đời. Cái này, điều này không thể nào. Cô ấy học chơi đàn tỳ bà từ khi nào? Chẳng lẽ là do thời Hy Diễn dạy? Nhân hạ, rốt cuộc em đã giấu anh bao nhiêu điều? Ngay bây giờ, chuyển trực tiếp chương trình thực tế khắp toàn cầu trên màn hình lớn trung tâm CBD. Tôi muốn cả thế giới đều thấy ánh hào quang của cô ấy. Thầy Đường, hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Đế Đô nói, thực sự không chịu nổi áp lực từ nhà Cố, đã giúp ông thu nhận Cố Diệp Du làm đệ tử. Cái này... Đợi đã. Này là chương trình gì? Người đang chơi đàn này, cô gái nhỏ này là ai? Hình như là một chương trình tập kỹ trong làng giải trí. Nhanh chóng đi tra cứu. Tôi muốn biết tất cả thông tin về cô ấy. Vâng. Nghe thật tuyệt. Diễn viên hàng đầu là Nhân Hạ. Kỹ năng chơi đàn tỳ bà của Nhân Hạ thật đúng là trình độ đại sư. Nhờ ơn em đấy, chị đã lấy được đàn tỳ bà mà mình giỏi nhất. Nếu lấy được guitar, chưa biết chừng, chị không chơi hay như thế này đâu. Hạ hạ, em chưa bao giờ nghĩ chị chơi đàn tỳ bà giỏi như vậy. Ai à, vẫn còn không gian để cải thiện, nhưng so với em, còn thừa thãi. Ai à, làm sao em có thể so với Hạ Hạ được chứ? Tam ca, xin lỗi. Là em đã làm mất mặt gia đình. Du Du, em đang nói linh tinh gì vậy? Em là một bậc thầy âm nhạc đấy, đệ tử thân truyền của Đường Nguyệt Vũ. Cả học viện âm nhạc, chỉ có mình em được ông ấy công nhận, đủ để chứng minh sự xuất sắc của em. Đúng vậy. Em còn hơn hẳn loại, học những thứ không biết từ đâu của Nhân Hạ, nhiều lắm. Cậu là loại, không biết từ đâu chui ra, con bọ tối tăm hôi hám thì giống nhau như đúc. Thời Hy Diễn. Đừng có phát điên ở đó nữa. Mọi người ơi. Cuộc thi tài năng giấu mặt của chúng ta đã kết thúc hoàn hảo. Ban tổ chức chương trình đã tổng hợp xong kết quả bình chọn của 100 khán giả và đã hoàn tất thống kê. Bây giờ tôi sẽ công bố cho mọi người. Ân Vi Vi đơn ca được 90 phiếu. Quý Lăng biểu diễn đàn dương cầm được 95 phiếu. Cố Diệp Ngọc biểu diễn đàn nhị được 95 phiếu. Cố Diệp Du biểu diễn guitar. 97 phiếu. Du Du, em có thể nhận được số phiếu cao như vậy. Thật là lợi hại. Anh ba, anh quá khen rồi. Xem ra, bữa tiệc tối xa hoa tối nay, không ai khác ngoài Du Du. Số phiếu của Nhân Hạ, đạo diễn vẫn chưa công bố mà. Có 100 khán giả tại hiện trường. Du Du nhận được 97 phiếu. Điều đó có nghĩa là, chỉ có 3 người, không bỏ phiếu cho Du Du. Tôi không tin, có ai hơn Du Du, được nhiều phiếu hơn. Hay cô nghĩ rằng, Nhân Hạ sẽ nhận được tất cả phiếu bầu. Chính là, tân tích giỏi như vậy. Thật sự nổi bật.
Diệp Ngọc nói sai à? Khả năng âm nhạc của Du Du thực sự tốt hơn em, cô ấy được đích thân đại sư Đường chỉ dạy. Còn em học đàn tỳ bà từ đâu vậy? Ôi anh Quý Lăng, chị ấy đâu có học qua nhạc viện, không có thầy tốt như vậy, cũng là chuyện bình thường thôi. Ôi, đại sư Đường nhận đệ tử như cậu, nửa đêm không kiềm được ngồi dậy tự đánh mình. Bản thân không có tài năng, mới nghĩ dựa vào danh sư để nâng cao bản thân, không giống như Hạ Hạ của chúng ta, tài năng xuất chúng, hoàn toàn không cần người khác chỉ dẫn. Ừ, nói không tệ, rất hợp ý em. Được rồi, đến lúc này, đạo diễn có phải nên công bố số phiếu không? Ồ đúng đúng đúng. Miệng vịt, hôm nay em sẽ cho chị hiểu. Chúng ta vẫn còn một vị khách cuối cùng. Số phiếu này không được công bố. Nhân hạ. Số phiếu cuối cùng cho màn biểu diễn đàn tỳ bà của cô ấy là... một trăm phiếu. Chọn vẹn phiếu. Gì cơ? Nhân hạ, cậu đã được chọn vẹn phiếu rồi. Hạ Hạ của chúng ta giỏi nhất. Một triệu người hâm mộ đang xem trực tuyến. Không ngờ có thể tăng nhiều điểm sinh mệnh như vậy. Điều này sao có thể? Du Du, ý em là làm sao có thể mọi người đều bình chọn cho Hạ Hạ à? Có phải xác suất này hơi nhỏ không? Đạo diễn, có phải có lỗi trong thống kê vé không? Em muốn nhận giải, chỉ như vậy mà dễ phá vỡ phòng thủ của các người sao? Nhâm Hạ, người bỏ phiếu là một đống dân làng. Với trình độ văn hóa của họ, bài báo vương giải rác mà bạn vừa chơi, em nghĩ họ có thể hiểu không? Đại Minh Tinh Kỳ nói về dân làng như vậy, sợ là không tốt lắm đâu. Theo tôi biết, những người dân làng này đều là hậu duệ của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Bá Vương giải rác, đó là những gì họ đã nghe từ nhỏ. Dù cho trình độ văn hóa của họ không cao, nhưng tốt xấu thì vẫn nghe ra được. Chương trình của các bạn đó, số phiếu thống kê này, chắc chắn là không có sai sót. Hơn nữa, dựa trên dữ liệu thống kê trực tuyến, lúc đó trong giai đoạn biểu diễn của Nhân Hạ, tỷ suất người xem của chương trình chúng tôi tăng gấp 10 lần. Gì cơ? Người phụ nữ Nhan Hạ này lại chuẩn bị sẵn sàng trước, muốn dẫm lên mình để nổi tiếng. Mình tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Nghĩa là, Hạ Hạ, chị đã điều tra trước lịch sử của ngôi làng này, nên mới chọn bản nhạc này. Vậy với các khách mời khác, có phải không công bằng lắm không? Chúng tôi chẳng biết gì cả. Nhóm của Nhan Hạ biết nhiều thứ như vậy, phải đưa ra một lời giải thích hợp lý. Không bằng tôi thì nghi ngờ tôi ăn cắp đề. Người nhà cố các người thật bẩn thỉu. Hạ Hạ, chị hiểu lầm rồi. Em không nhầm vào chị, em chỉ là Du Du, đây là nghi ngờ chính đáng. Nếu em không biết trước, dân làng trong thôn là hậu duệ của Tây Sở Bá Vương, sao lại chọn bài nhạc Bá Vương giải rác nhỉ? Chẳng phải vì em gái tốt của anh, Cố Diệp Du, cứ nhất định giành cây đàn guitar của em. Em đừng đánh trống lảng. Chúng tôi đang chất vấn em. Nếu muốn chứng minh mình vô tội, thì hãy đưa ra bằng chứng. Nhân Hạ, chỉ cần mình nói cậu gian lận đề thi, chị chẳng có cách nào tự chứng minh mình vô tội. Chất vấn của anh có bằng chứng không? Tại sao tôi phải nghe anh tự chứng minh? Hạ Hạ, chúng tôi không nhắm vào chị đâu. Nếu chị chứng minh được thực lực của mình, thì em sẽ xin lỗi chị. Xin lỗi với trà xanh, tôi không cần đâu. Muốn xin lỗi thì hãy làm gì đó thực tế. Hứ, đến lúc này rồi mà còn yêu cầu nhiều như vậy, thì tôi sẽ thỏa mãn cô. Được. Nếu chị chứng minh được, 100 phiếu này là do thực lực của chị mà có được, em sẽ quỳ xuống xin lỗi chị, thế nào? Được. Chờ chính là câu này của em. Thế là tốt rồi. Ổn rồi. Vì muốn chứng minh thực lực của tôi, thì xin mời những người nghi ngờ tôi. Bắt đầu chọn bài đi. Nhân Hạ, chẳng lẽ 6 loại nhạc cụ này chị đều biết chơi sao? Có phải Nhân Hạ muốn làm điều không? 6 loại nhạc cụ, ngay cả thầy tôi, đại sư Đường, còn không dám nói là tinh thông hết. Cô ấy sao dám để chúng tôi tùy ý chọn bài? Ai đã cho cô ấy dũng khí? Được thôi, vậy thì dùng đàn nhị biểu diễn một khúc nhị tình ái nguyệt nhé. Cái này, cô ấy biết à? Chuyện gì thế này?
đàn tam thập lục phượng hoàng vương phi. Mong hani haru pone no omnu nan. Omnu senai haru ye no man katu ke. Tôi không tin được. Cô ấy còn có thể làm mọi thứ. Trên sân khấu này, Nhân Hạ, chưa ai từng thổi sáo. Em muốn chị biểu diễn một. Bách Liễu Triều Phụ. Sao cô ấy cũng biết thổi sáo vậy? Nhân Hạ đúng là thiên tài âm nhạc. Trong mắt tôi, cô ấy không chỉ là thiên tài, là một siêu nhân vạn năng. Chị đã chứng minh xong rồi. Bây giờ đến lượt em thực hiện lời hứa. Em. Nhân Hạ, em chẳng qua chỉ là biết chơi mấy nhạc cụ. Không có gì phải kiêu căng ở đây. Du Du có sự chỉ dẫn của đại sư Đường. Anh tin rằng không lâu sau, cũng nhất định sẽ vượt qua em. Đúng vậy. Chị chỉ là biết chơi nhiều nhạc cụ hơn chút thôi, chứ không phải cái nào cũng tinh thông. Đạo diễn, chúng tôi nhận được một cuộc gọi từ khán giả nhiệt tình, đích danh muốn nói chuyện với giáo sư Nhan. Chúng ta không có phần kết nối ngoại tuyến. Có lẽ như vậy. Xin chào, tôi họ Đường. Tôi muốn tìm giáo sư Hạ Nhan. Xin chào, tôi muốn tìm giáo sư Hạ Nhan. Giọng này sao nghe quen thế? Xin chào, tôi là Nhan Hạ. Xin chào, tôi là Đường Nguyệt Vũ. Xin hỏi vừa rồi, có phải cô đã chơi bản nhạc Bá Vương Hạ Giáp không? Đường Nguyệt Vũ. Du Du. Đại sư Đường và Nhan Hạ làm sao quen biết nhau? Em không biết đâu. Sư phụ em chưa bao giờ nhắc đến cô ấy. Đúng, là tôi chơi đàn. Giáo sư, xin hỏi bây giờ cô có nhận đệ tử không? Tôi muốn bái sư, tôi không nghe nhầm chứ. Đường Nguyệt Vũ lại muốn Nhan Hạ làm sư phụ. Hoàng Nhất Bác tặng một món khiến tôi ngớ người. Chiến đậu đậu, tôi ngốc thật rồi. Đây có phải là thật không? Cứ cảm thấy như tôi chưa tỉnh ngủ, nghe lầm rồi. Nhận đệ tử thì thôi đi. À, nhưng nếu có thời gian, chúng ta có thể hẹn để giao lưu một chút. Được, được, vậy khi nào chị rảnh, tôi lúc nào cũng có thể. Đợi tôi quay xong chương trình tập kỹ này đã. Đúng rồi, tôi quá phấn khích. Vậy đợi chị quay xong chúng ta sẽ liên lạc lại. Ừm, tạm biệt. Âm nhạc của Nhân Hạ đã đạt đến mức độ này rồi sao? Bậc thầy âm luật Đường Nguyệt Vũ lại muốn bái Nhân Hạ làm sư phụ. Chẳng lẽ em gái ruột của tôi được nuôi dưỡng bên ngoài từ nhỏ mới là thiên tài bẩm sinh? Nhan Hạ, chị có chắc chắn người ở đầu dây bên kia là thầy của chị không? Bây giờ có rất nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại. Nếu không thì em gọi lại, xem có phải là giáo viên của cô không? Chẳng phải sẽ làm trì hoãn tiến độ chương trình sao? Vậy thì bớt nói nhảm đi. Bây giờ đến lượt cô quỳ xuống xin lỗi rồi. Em đừng quá đáng. Quỳ hay không quỳ cái gì chứ? Em đừng coi là thật nhé. Cô ấy đã nói ra thì phải làm được chứ. Nhà họ Cố của các người không phải luôn tự hào về việc giữ lời sao? Phía sau Cố Diệp Du là nhà họ Kỷ và nhà họ Cố. Đừng làm căng thẳng như vậy. Nhà họ Cố, nhà họ Kỷ, các người tính là cái gì chứ? Diệp Hạ, em điên rồi sao? Tôi nghĩ là các người điên rồi. Hạ Hạ, sau này em không cần quan tâm ai, muốn làm gì thì làm. Nhà thời mãi mãi là hậu thuẫn vững chắc nhất của em. Đây là địa bàn của chúng tôi. Ai cho bạn đến đây chơi? Cậu dám chống lại chúng tôi? Cậu nghĩ kỹ hậu quả chưa? Sau này cậu đến lần nào tôi đánh lần đó. Dừng tay. Chị Hạ, sau này ai dám bắt nạt cậu ấy chính là chống lại tôi, Nhân Hạ.
Đừng sợ, tôi bảo vệ cậu. Sau này anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của em. Đây là cuộc sống của em. Sau khi trở về nhà họ Cố sao, nếu cuộc sống như thế này, thì không cần cũng được. Thời đi diễn, chuyện này là giữa nhà họ Cố và Nhân Hạ. Chưa đến lượt cậu nhúng tay vào. Nhà họ Cố các người có tư cách gì mà quản? Trời ơi, anh này đẹp trai quá. Nhưng mà, sao anh ấy trông có vẻ tức giận hơn cả mình vậy? Vì các người đã chọn đi bảo vệ giả dối, thì chuyện của Nhân Hạ sau này không còn liên quan gì đến các người nữa. Làm sao Nhân Hạ lại có năng khiếu âm nhạc cao như vậy? Đừng quan tâm đến cô ấy. Bây giờ quan trọng là Du Du. Sao Du Du lại có thể quỳ gối trước cô ấy chứ? Sau này để cô ấy sống thế nào đây? Không được. Tôi sẽ gọi điện thoại ngay bây giờ, bảo cô ấy rút khỏi chương trình thực tế. Tam ca, mọi người đừng cãi nhau nữa. Đều là lỗi của tôi. Còn không mau quỳ xuống. Đạo diễn không ổn rồi. Cắt. Nhân Hạ, có người thân của cô gọi điện cho cô. Có thể có việc gấp, cô nghe máy đi. Chẳng lẽ là sư phụ? Alo, Hạ Hạ, là mẹ đây. Mấy ngày nay cơ thể mẹ không thoải mái. Con về chăm sóc mẹ đi. Sao bà không gọi con gái tốt của bà, Cố Diệp Du về? Du Du không phải đang tham gia chương trình thực tế sao? Con về chăm sóc mẹ, không phải là nên sao? Lại nói nữa, mẹ cũng không để con chăm sóc mà không có gì. Con rút khỏi chương trình tạp kỹ này. Anh cả của con sau này sẽ tìm cho con nguồn tài nguyên tốt hơn. Còn nữa, bộ phim mới của anh hai cũng có thể cho con đóng vai nữ thứ. Tôi không dám nhận tài nguyên tốt của Cố Diệp Quân đâu. Không biết phía trước đã đào bao nhiêu hố để chờ tôi nhảy vào bộ phim mới của Cố Diệp Hạo. Vai nữ chính là Cố Diệp Du phải không? Vai nữ chính cho Cố Diệp Du. Vai nữ thứ độc ác được bố thí cho tôi. Để tôi làm nền cho cô ấy. Các người không thấy ghê tởm à? Bảo con đi làm nền cho Du Du, có gì không tốt đâu. Đây là điều mà nhiều người muốn cũng không có được mà. Con đừng có mà không biết điều. Bà có thể làm gì tôi? Được thôi. Nếu như con cứ nhất quyết làm theo ý mình như vậy, thì đừng trách người nhà, không để tình. Thả Du Du ra. Nhà họ Cố đã từng nể mặt tôi bao giờ chưa? Chụp nhanh. Đã 3 phút rồi. Nếu không quỳ, tôi sẽ gửi thư luật sư đấy. Tôi, Du Du. Không sao đâu anh. Vì Hạ Hạ bảo em quỳ, em sẽ quỳ thôi. Đây là điều em nợ Hạ Hạ. Nhân Hạ, sự sỉ nhục mà hôm nay cô mang đến cho tôi, sẽ có một ngày, tôi sẽ bắt cô trả lại tất cả. Nhân Hạ, sao em lại trở thành như thế này? Sao? Đau lòng à? Hay là anh cùng cô ấy quỷ? Tôi không ngại đâu. Rốt cuộc em, vội cái gì? Anh cũng cùng cày đi. Đừng đừng đừng. Đầu gối nam nhi có vàng. Muốn quỷ thì để em quỷ một mình là đủ rồi. Sao có thể để anh Quý Lăng và anh ba cùng quỷ với em được chứ? Hừ, tôi thấy thần kinh còn hợp lý hơn. Em hài lòng rồi chứ? Từ bây giờ, ân oán giữa hai người có thể xóa sổ rồi. Cô ấy lần này quỳ xuống là để xin lỗi chuyện cô ấy vu khống. Những chuyện khác, một lần quỳ không thể bù đắp được. Hạ Hạ, em biết chị luôn rất ghét em vì đã cướp đi thứ của chị. Nhưng lần này, bởi vì chị khăng khăng muốn lấy đi 10 vạn của em, còn ép em phải quỳ xuống, em đã tha thứ cho chị rồi. Em đã giành được vị trí số 1. Và còn khiến cho Du Du phải quỳ xuống xin lỗi em. Vậy em có thể trả lại 10 vạn đồng đã nhận cho cô ấy không? 10 vạn này là tiền Cố Diệp Du cướp cây đàn guitar của tôi. Liên quan gì đến việc tôi đạt giải nhất? Em đã đạt được tư cách dự tiệc sang trọng rồi. Nhưng Du Du lại không có gì cả. Đó là vì cô ấy không có tài năng bằng người khác. Đôi khi cũng nên tự nghĩ về lý do của mình. Nhiều năm rồi, chỉ phát triển mưu mô mà không phát triển thực lực. Nhân Hạ, anh không cho phép em nói xấu Du Du như vậy. Em có phải là ở cùng thời hy diễn lâu rồi mới bị nhiễm mùi tiền? Cậu sao? Cậu không có mùi tiền? Vậy thì cởi đồ ra đi,
chạy trần truồng, cho thấy cậu thanh cao. Các thầy phụ trách quay phim, một lát nhớ che mờ nhé. Ông Kỷ nhà mình muốn giữ thể diện, một lát sợ không phát trực tiếp được. Nhân Hạ, em chắc chắn vì anh ta mà trở mặt với anh sao? Có cởi không đây? Nhiếp ảnh gia đều đã chuẩn bị xong. Anh Quý Lăng đã xong. Các người đừng giận nữa. Đừng để tan vỡ tình cảm nhiều năm giữa anh và chị ấy. Nhà họ Cố chúng tôi không thiếu 10 vạn này. Du Du, đây là 200 ngàn tệ anh chuyển cho em. Bất kể hôm nay em có đạt giải nhất hay không, đây đều là phần thưởng anh tặng em. Cảm ơn anh. Nhân Hạ, 2 triệu tệ đã chuyển qua rồi, coi như là phần thưởng cho em vì đứng nhất. Anh, từ giờ anh là anh ruột của em. Đổi cách xưng hô đi, không thì trả lại tiền. Anh đẹp trai, anh là anh đẹp trai của em. Được rồi, được rồi. Mọi người, tất cả phiếu bầu đã được công bố. Cuối cùng giành được quán quân của cuộc thi tài năng lần này chính là... Chúc mừng Nhân Hạ. Giành được bữa tiệc xa hoa này. Ăn thôi nào. Ừ, ăn tiệc thôi. Hạ Hạ thử món này đi. Ừ, ngon quá. Bọn họ cũng không thể ăn hết cả bàn lớn thế này đâu. Ôi chao, thực sự không thể ăn hết mà. Đạo diễn nghỉ ngơi một chút đi. Cùng ăn nào. Đến đây, nghỉ ngơi nào. Mọi người lên đi. Nào, mọi người cùng ăn nhé. Ôi chao, ba anh, đều tại em. Không để mọi người được ăn cơm. Ồn ào gì thế? Anh ba, đều là do em không tốt. Phụ lòng anh cả và anh hai, cũng như sự mong đợi của anh đối với em. Nhân Hạ chẳng qua chỉ may mắn thắng một lần, đằng sau có anh cả và anh hai, lên kế hoạch và chống lưng cho em, nhất định sẽ khiến em trong chương trình thực tế nổi tiếng. Nhưng Hạ Hạ ghét em như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ không để em nổi tiếng. Hừ, cô ấy là cái gì chứ? Nhà cô mới là bầu trời của giới giải trí. Em tin anh ba. Anh ba sẽ làm em nổi tiếng vào ngày mai. Dạ. Chỉ kiếm được 5 năm tuổi thọ thôi à? Không được. Mình còn phải cố gắng kiếm thêm mới có thể rút lui để nghỉ hưu được. Oh, thích cô lắm luôn. Thật sự rất đẹp. Hôm nay mình đã thắng Cố Diệp Du. Nhà họ Cố chắc chắn càng sốt ruột hơn rồi. Không biết tối nay Cố Diệp Du có hành động gì không đây? Tôi đợi các người nhảy lên. Đây là 10.000 tệ. Tôi muốn các người ngày mai. Hạ Hạ. Tiểu diễn sau này sẽ ở cạnh phòng con. Ồ, là cậu à? Cậu tên là gì? Mình tên là Tiểu diễn. Cậu cứ gọi mình là Hạ Hạ. Cậu cứ vào nhà mình chơi thoải mái. Mình phải đi tìm anh Quý Lăng đây. Người nhà Cố dám đối xử với em như vậy, tôi sẽ khiến các người phải trả giá. Cái giá phải trả. Hôm nay, vẫn chưa chuẩn bị bất kỳ thức ăn nào. Vẫn cần mọi người dùng đôi tay chăm chỉ để đổi lấy. Đương nhiên rồi, tổ chương trình đã chuẩn bị trước với tay của dân làng. Đã đặt thẻ nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhận được thực phẩm tương ứng. Hành động. Hạ Hạ, chúng ta hành động cùng nhau. Ừ, chúng ta chia ra trước. Đi tìm dân làng lấy thẻ nhiệm vụ. Sau đó tập hợp lại, phân công nhiệm vụ làm việc. Ừ, tốt. Tinh, các người đừng làm tôi thất vọng nhé. Chú ơi, trong làng này có công việc gì cháu có thể giúp không? Không, không có việc gì. Phải đó, cô đi nhanh đi. Này, Hạ Hạ,
chị có phải không nhận được thẻ nhiệm vụ không? Muốn em giúp không? Không cần đâu. Ê, ông ơi, các ông ở đây có việc gì cần làm không? Ông ơi, tôi có giả đến mức đó không? Có, con gái lớn, đây đều là... À, anh Quý Long, anh ba, em có thẻ nhiệm vụ ở đây, rất nhiều. Tinh, quả nhiên Cố Diệp Ngọc không thể nhịn được nữa, bắt đầu hành động gây rối. Xin lỗi Hạ Hạ, anh không tìm thấy, tôi cũng không tìm thấy. Không sao. Chị ơi, em có một nhiệm vụ thẻ ở đây, không biết chị có làm được không? Hạ Hạ thật ghen tị với chị đấy. Chị chỉ cần làm bài tập thôi, không như bọn em, còn phải dọn dẹp vệ sinh nữa, thậm chí chưa tốt nghiệp trung học. Tôi đợi cô gặp xấu hổ lớn. Đừng trách anh ba, không cho em một bài học. Em không bao giờ biết cúi đầu. Nếu em cần thẻ nhiệm vụ, tôi có. Có thể làm, đưa cho cô bài mà cô không biết làm. Có thể làm, đưa cho tôi bài mà cô không biết làm. Anh ba, cô ấy không thể nào thực sự biết làm. Bài thi đấu toán đâu nhỉ? Mình hiểu cô ấy chắc chắn là không biết làm. Nhìn xem nào. Tính xong rồi, đây là đáp án. Nhanh vậy. Tam ca. Tỉnh. Đừng lo, cô ấy có khi chỉ viết bừa, giả vờ làm dáng thôi. Nhân Hạ, em thậm chí chưa từng tham gia kỳ thi đại học, lại dám dạy người khác bài thi đấu, nhỡ dạy sai. Em biết không, điều này ảnh hưởng lớn thế nào đối với một học sinh trung học. Loại đề này à, tôi nhắm mắt dạy, cũng không sai. Nhân Hạ, đừng làm lỡ giờ đứa trẻ. Nghe kỹ nhé, giả sử lời chia bề mặt của T thành hai phần em và... Trước tiên quan sát đường khép kín, có thể thấy một con kiến rẽ trái tại ngã tư. Điểm đỉnh mà nó đi qua thuộc về một phần nào đó. Giả sử là hai mặt đa giác trong em. Ừm. Du, em có hiểu không? Chắc chắn là cô ấy đang nói linh tinh rồi. Sao tôi không hiểu nổi một chữ nào? Đơn giản thế mà cũng không hiểu. Các người là người mù chữ à? Nghe hiểu chưa? Ừ, em nghe hiểu rồi. Chị giỏi quá đi. Chị còn giỏi hơn cả giáo viên trường em nữa. Em chẳng phải nói rằng đề của các em khó lắm sao? Cô ấy chỉ nói hai câu như vậy. Em thật sự hiểu được sao? Không phải bảo con đến để làm dáng thôi sao? Sao con lại coi là thật? Không phải, chị ấy nói còn rõ hơn cả giáo viên của con. Chị ấy chủ yếu nói về phương pháp học tập. Sau này, không chỉ là bài toán này, loại câu hỏi này, con đều biết rồi. Bố. Bố tin con đi, kỳ thi toán quốc gia lần này, con nhất định sẽ giành giải. Cô giáo, con nhà chúng tôi, thành tích cũng không tốt. Cô có thể dạy kèm cho con của chúng tôi một chút không? Nhà tôi cũng muốn, cả nhà tôi nữa. Được. Này, ông ơi, cô ấy còn chưa học xong cấp 3. Dạy con ông, không phải là phí phạm à? Người ta có thể soạn đề thi, chính là giáo viên giỏi. Có gì mà không yên tâm chứ? Cô đừng kéo tôi mà, sắp không kịp rồi. Cô nghĩ tôi không thể dạy được. Này, cô giải bài này cho tôi. Nếu giải được, tôi tặng cô thẻ nhiệm vụ này. Làm thì làm. Tại sao không giải ra được? Vậy thì đừng ở đây chỉ tay năm ngón. Tiền trả lại cho cậu. Chuyện tối qua đã nói, chúng ta vẫn không thể làm được. Ây! Sao anh không giữ chữ tín? Hề hề giáo sư Nhan, đến nhà chúng tôi ăn cơm nhé. Giáo sư Nhan đến nhà chúng tôi ăn cơm nhé. Thật đấy. Cảm ơn. Nhưng tôi còn hai đồng đội nữa. Mọi người cùng ăn nhé. Tôi sẽ làm vài món sở trường cho mọi người. Đi lối này, mời. Đi nào. Này không phải.
Tại sao là Nhan Hạ? Luôn muốn cướp đi mọi thứ thuộc về tôi. Đây là chút lòng thành của dân làng tặng cô, một chút tấm lòng, phí dạy thêm buổi chiều. Cầm lấy đi. Đạo diễn, số tiền này, tôi thực sự không thể nhận, anh trả lại đi. Không phải tôi không trả lại, là họ nhất quyết bắt tôi đưa cho cô cứ nhận đi, không được không được, tôi thực sự không thể nhận. Đạo diễn, anh trả lại đi, đừng làm khó tôi mà. Được rồi đạo diễn, quay lại đi, tôi đi đây, này. Để tôi tiết lộ bộ mặt thật của cô. Tinh. Hạ Hạ. Em vừa thấy chị với đạo diễn ôm nhau trước cửa lớn. Có phải chị có điều gì khó nói không? Ôi, quy tắc ngầm trong làng giải trí là chuyện bình thường. Con gái ra ngoài nhất định phải tự bảo vệ mình đấy. Cô bị bệnh à? À. Hu hu hu. Hu hu hu. Em đang làm gì? Nhân Hạ, em có thể đừng bắt nạt Du Du nữa được không? Mắt nào của anh thấy tôi bắt nạt cô ấy? Em không có đâu, anh Quý Lâm, em vừa chỉ là không đứng vững thôi. Không đứng vững gì chứ? Diện Hạ, anh đều thấy em bắt nạt cô ấy vài lần rồi, lần này em phải xin lỗi cô ấy. Các người đang làm gì vậy? Sao các người lại bắt nạt Nhan Hạ nữa? Tôi không rảnh để nói nhảm với các người. Hiện tại phòng phát trực tiếp, số người online đã vượt quá 1 triệu. Nếu các người còn dám bịa đặt, tôi sẽ kiện các người. Hạ Hạ, em chỉ là không nỡ, nhìn chị mê muội không tỉnh ngộ. Hạ Hạ, sao chị có thể dùng cơ thể mình để đổi lấy tài nguyên chứ? Du Du, em có ý gì vậy? Em... Tôi vốn không muốn nói ra, nhưng tôi không nỡ nhìn thấy Hạ Hạ cứ mãi mê muội như vậy, vì thế tôi vẫn quyết định phải nói. Tôi biết trong làng giải trí, luật ngầm là chuyện bình thường, nhưng tôi không muốn nhìn thấy cô làm như vậy. Nhân Hạ và đạo diễn, điều này không thể nào, chắc chắn là hiểu lầm. Nhân Hạ, không ngờ cô không biết xấu hổ sao, muốn tài nguyên sao không tìm tôi. Nhân Hạ, sao cô có thể làm chuyện bại hoại gia phong như vậy? Dư Đỏ, Mỹ Nam Diện Hạ có quan hệ với đạo diễn, giới giải trí không hoan nghênh. Nghệ sĩ suy đồi đạo đức như vậy, chỉ với chút bằng chứng này mà muốn chứng minh tôi có quan hệ với đạo diễn. Vậy xin hỏi, bây giờ người đang ôm bạn trai cũ của tôi, Quý Lăng, như thế nào? Giống gì? Tôi và anh Quý Lăng. Anh Quý Lăng chỉ vừa mới thấy tôi, vô tình ngã thôi. Nhân Hạ, giữa anh và Du Du là mối quan hệ bạn bè thuần túy bình thường, không giống như mối quan hệ mờ ám giữa em và đạo diễn, không rõ ràng như vậy. Ôi chao, thuần khiết đến mức ôm nhau à? Mối quan hệ của anh với thời hiện diện còn chưa rõ ràng, em có tư cách gì nói anh? Hơn nữa, chúng ta đã chia tay rồi. Em không có tư cách quản anh. Gì cơ? Quý Lăng là bạn trai cũ của cô. Cô đã chia tay với Quý Lăng. Sốc quá, sốc quá. Hot boy sốc đây mới là tin lớn hôm nay. Hãy tránh xa anh trai chúng tôi một chút. Chia tay rồi. Giờ tôi với anh ấy không còn quan hệ gì nữa. Không sao, không sao mà. Nhân Hạ, em điên rồi à? Không biết Quý Lăng là người thế nào sao? Em lại đi yêu anh ta. Tất cả là do em trèo cao. Em có tư cách gì mà đòi chia tay với anh ấy? Anh ấy tốt như vậy, sao anh không ở bên anh ấy? Em, Diệp Ngọc, đừng nói nữa. Tôi và cô ấy đã hoàn toàn kết thúc. Nhân Hạ, anh nói cho em biết, từ hôm nay trở đi, bên cạnh anh không còn em nữa. Chỉ có người xuất sắc như Du Du mới xứng đáng đứng bên cạnh anh. Anh Quý Lăng. Nhân Hạ, cô cứ tiếp tục đi. Anh Quý Lăng sẽ càng ngày càng xa cô. Du Du và Quý Lăng, từ khi nào mà thân thiết như vậy? Thôi thì khuyên Quý Lăng trước đã. Không thể để Nhan Hạ và Quý Lăng chia tay thật. Quý Lăng, bình tĩnh một chút đã. Có gì thì nói chuyện tử tế. Đúng vậy, anh Quý Lăng, bây giờ chúng ta vẫn đang phát trực tiếp mà. Cho Hạ Hạ chút thể diện đi. Loại người như cô ấy, còn xứng đáng có thể diện gì? Nhân Hạ, mau xin lỗi Quý Lăng đi. Em xem đã làm anh ấy tức giận đến mức nào rồi. Đợi một chút, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Bây giờ bắt Yên Hạ xin lỗi, có phải là không phù hợp lắm không? Hạ Hạ, chị xin lỗi anh Quý Lăng đi. Xin lỗi đi, chị nhìn anh Quý Lăng giận thế kia kìa. Thôi bỏ đi. Chuyện sau này, chúng ta để sau này nói được không? Cô yên tâm, đợi khi nào hắn chết, tôi nhất định sẽ đến mộ hắn để nhảy disco. Cô Diệp Dụ Du, đừng nói nữa, tôi và người như cô ta không có gì để nói. Nhân Hạ, em thực sự muốn vì người đàn ông khác mà từ bỏ cây đại thụ Quý Lăng sao?
Cái gì thời hy diễn, anh ta chỉ muốn hẹn hò với em. Anh ấy sẽ không bao giờ kết hôn với người không có thân phận, không có gia thế như em đâu. Người như cô ta, dù có đụng đầu vào tường, cũng không đáng để chúng ta thương hại. Nhân hạ, anh là anh ruột của em. Nghe lời anh ba này. Hãy tách biệt với những người không đứng đắn trong giới giải trí. Đưa hợp đồng của tôi cho tôi. Đây là hợp đồng của studio nghệ sĩ nhà cố. Con dấu đã được đóng xong. Em có thể ký bất cứ lúc nào. Những tài nguyên em muốn, anh sẽ giúp em tranh thủ. Chỉ có một điều kiện. Sau này em phải giống như Juju, sống trong sạch. Hợp đồng tệ như vậy, anh cũng dám đưa cho tôi à? Đây là anh đưa em, hợp đồng cấp cao nhất. Bây giờ nhìn toàn bộ mạng đi, toàn bộ đều đang chửi em, đều đang bôi nhọ em, bảo em cút khỏi giới giải trí. Nếu không phải nhà họ Cố, coi em như người thân, thì đã không cho em hợp đồng nghệ sĩ hạng nhất. Em đi công ty khác, đến cấp S cũng không lấy được. Ừ. Các bạn cấp S với Cố Diệp Du, ký E cấp với em gái ruột của mình. Đây chính là nhà họ Cố, cách đối xử với người thân đó hả? Nhân hạ, tại sao em lại so sánh với Juju? Juju là cô gái nhỏ được công nhận trên toàn mạng. Còn em thì sao? Từ chối gia đình Cố, chỉ có thể rời khỏi giới giải trí. Vậy thì xin lỗi nhé, có lẽ tôi sẽ làm anh thất vọng. Tôi sẽ không rời khỏi giới giải trí, bởi vì tôi đã ký hợp đồng rồi. Nhân hạ, có công ty nào sẽ ký hợp đồng với người như em? Em dựa vào cái gì để thăng tiến, giành được hợp đồng này? Nhân hạ, cô thật bẩn thỉu. Nhân hạ, em nên suy nghĩ cho rõ ràng. Bây giờ em từ chối nhà họ Cố, sau này sẽ không ai cho em điều kiện tốt như vậy nữa đâu. Em chắc chắn sẽ hối hận. Diệp Ngọc, không cần nói nữa. Chia tay hoàn toàn. Sau này cho dù cô có quay đầu lại, tôi cũng sẽ không cần cô nữa. Đừng sợ, anh ở đây. Anh chàng này suýt làm tôi rung động rồi. Thời Hy Diễn, đây là chương trình mượn khách sạn của dân làng. Anh dựa vào gì mà đóng cửa? Tôi đã mua ngôi nhà này. Còn cái điện thoại hỏng này của cậu, tôi cũng đã mua rồi. Có tiền thì giỏi lắm sao? Khi nào đến lượt nhà Thời, đến lượt cậu nói chuyện. Nhà Thời tôi bây giờ vẫn chưa thể làm chủ, nhưng chỉ cần tôi muốn, tôi có thể làm chủ nhà họ Kỳ. Anh có muốn thử không? Anh Thời Hy Diễn, chúng tôi chỉ muốn giúp Hạ Hạ thôi. Hạ Hạ vừa bước vào giới giải trí, chưa biết gì cả. Quy tắc ngầm này chỉ có lần đầu tiên và vô số lần sau. Chúng tôi chỉ hy vọng cô ấy biết quay đầu lại mà thôi. Tôi, quy tắc ngầm. Quy tắc ngầm nhà cô, ở ngay cửa lớn à? Hạ Hạ, mau thả tôi ra. Nếu những thứ này bị quay lại, sẽ không tốt cho cô đâu. Hạ Hạ, em thả Juju ra. Em trước mặt cư dân mạng cả nước, đăng video như thế này, em còn chút liêm sỉ nào không? Cô ấy dám quay, tôi có gì mà không dám đăng. Hạ Hạ, Thời Hy Diễn, anh và Hạ Hạ quan hệ tốt, anh mau giúp tôi khuyên cô ấy đi. Không vội không vội. Cô nói trước cô rốt cuộc là chụp thế nào, khi tôi đi qua tôi lén chụp trộm được. Nhưng tôi tận mắt chứng kiến. Chụp trộm. Vậy là được rồi. Quay lén phát tán cộng thêm bịa đặt vu khống. Chờ thư luật sư của tôi đi. Hạ Hạ, luật sư giỏi nhất cả nước, anh đã tìm xong cho em rồi. Cảm ơn. Anh ấy còn muốn giúp Nhân Hạ, chẳng lẽ anh ấy không quan tâm Nhân Hạ với người đàn ông khác? Điều này không thể nào. Thời Hy Diễn, tôi biết bây giờ anh không tin tôi, nhưng tôi đảm bảo với anh, video này cô không cần đảm bảo với tôi. Để anh ta cố gắng xử lý cho em thêm vài ngày. Anh Tam ca, Juju, em đừng khóc, không sao đâu. Chắc chắn có hiểu lầm gì đó, giải quyết xong là ổn thôi. Em đừng dọa Juju nữa. Em luôn nhằm vào Juju, không phải vì nghĩ cô ấy cướp đi thân phận tiểu thư nhà họ Cố của em sao? Thân phận rác rưởi này ai thèm? Ban đầu em và Juju từ nhỏ bị trao nhầm, nhưng không phải lỗi của Juju. Dù em là người nhà họ Cố, con gái ruột, nhưng từ nhỏ Juju đã lớn lên ở nhà họ Cố, quan hệ với nhà họ Cố sâu sắc hơn nhiều so với em. Anh kiên quyết không cho phép em dùng thái độ như vậy đối xử với Juju. Cố Diệp Du là con gái giả, Nhân Hạ mới là thiên kim thực sự của nhà Cố. Nhân Hạ lại là đại tiểu thư của nhà Cố, nhưng nhà Cố dường như thích Cố Diệp Du hơn. Nhân Hạ làm ra chuyện xấu hổ thế này, là tôi cũng không nhận.
Đã từng là, nhưng giờ thì không phải nữa. Hạ Hạ, chị đừng giận dỗi với gia đình nữa. Nếu chị cảm thấy kiện em sẽ khiến chị cảm thấy dễ chịu hơn một chút, thì chị cứ kiện em đi. Coi như đây là sự bù đắp của em dành cho chị. Ôi trời, lại bắt đầu diễn rồi. Ngay cả nữ diễn viên đoạt giải Oscar ca cũng không diễn giỏi bằng cô. Nhân Hạ, sao em nói chuyện ác độc thế? Không sao đâu, Tam ca. Nếu Hạ Hạ muốn chút giận thì cứ thoải mái, chút giận với em là được. Anh kiên quyết không cho phép em làm tổn thương cô ấy. Đây là luật sư riêng của tập đoàn Quý Thị. Nếu cô ấy kiện em ra tòa, anh sẽ nhờ anh ấy giúp em. Anh Quý Long, anh thật tốt với em. Yên tâm đi, dù có ra tòa, anh cũng sẽ giúp em thắng kiện. Anh giỏi phán xét như vậy, thì thà đừng đến tòa án nào cả. Đi tìm pháp y, chữa trị tốt cái đầu của cậu. Anh, thời vi diễn. Tôi với anh, còn có đông đảo cư dân mạng trên toàn quốc đảm bảo. Đới Hữu Quân đã gửi 300 nhân dân tệ những video này. Hoa Mỹ Nam kinh ngạc toàn bộ đều do tôi tận mắt chứng kiến. Hoa Nam bộ đều do tôi tận mắt chứng kiến. Mèo Diệp Nhưng Cố không có bất kỳ lời vu khống nào. Không có bất kỳ lời vu khống nào. Song Tử Tinh Nhâm Hạ không tạo ra bất kỳ lời đồn thổi nào. Hạ Hạ, em biết chị ghét em, nhưng em làm vậy để cứu chị. Quy tắc ngầm trong giới giải trí là giới hạn không thể chấp nhận được. Dù chị có kiện em cũng phải bảo vệ giới hạn của giới giải trí. Được rồi, đừng diễn nữa. Cô không nghĩ chỉ có mình cô biết quay video chứ? Ý là gì vậy? Chương trình thực tế này của chúng ta phát sóng trực tiếp 24 giờ. Ngoài trong nhà, ngoài trời cũng có máy quay. Nếu tôi nhớ không nhầm, vị trí cô chụp lén ở cửa vừa hay có một máy quay. Sao tôi lại không biết? Cô sẽ sớm biết thôi. Cô, được, thì điều chỉnh đi. Thầy giáo, phiền thầy giúp em chỉnh lại video của vị trí E32 ở cửa ra vào. Cái gì đây? Nhân Hạ bị vu oan. Cậu ấy và đạo diễn hoàn toàn không tiếp xúc. Tính toán sai rồi, không ngờ thật sự có camera giám sát. Lật ngược rồi. Hoàn toàn vu khống, làm sao Nhan Diệp quay được? Video mờ ám, người ta đứng xa như vậy có gì mờ ám đâu. Có phải Cố Diệp Du vừa mới? Đây chính là cái gọi là quy tắc ngầm của giới giải trí. Quả nhiên à, người có mắt bẩn nhìn cái gì cũng bẩn. Sao em không sớm đưa video ra, thu thập chứng cứ tốt mới kiện được, phải không? Em cố tình tính kế chúng tôi. Muốn trách, điều là lỗi của cô em gái tốt của anh, cứ phải chọc tới tôi. Cái này, chẳng lẽ thật sự là do Du Du cố tình vu oan cho Nhan Hạ sao? Chắc chắn là khi tôi đi ngang qua, góc nhìn đó quá lệch rồi. Em chỉ muốn cứu chị thôi. Em thực sự nghĩ rằng Hạ Hạ bị ép buộc quy tắc ngầm, nên em đã hiểu lầm. Không sao đâu, Du Du, không sao, đừng khóc. Có hiểu lầm gì thì giải quyết là được. Nhân Hạ, anh thay mặt Du Du xin lỗi em hãy tha thứ cho cô ấy đi. Cô ấy cũng có ý tốt, gây ra hiểu lầm này không phải lỗi của cô ấy. Cô ấy chỉ sợ cậu đi lầm đường. Cô ấy sợ tôi không lầm đường thì có. Sao em lại nói vậy, Du Du? Cô ấy luôn ở bên giúp em nói chuyện. Cô ý phạm tội cũng là phạm tội. Nếu xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì? Nếu không phải tôi đi qua tận mắt thấy cô ấy và đạo diễn ở riêng với nhau thì đã không có những chuyện này. Chuyện đã xảy ra rồi nhỉ? Nhân Hạ, đừng tự cho mình là đúng nữa. Nếu không phải vì em và đạo diễn nói chuyện riêng thì Du Du cũng sẽ không hiểu lầm. Ý anh là gì? Con gái thì phải giữ mình trong sạch, giữ khoảng cách với người lạ. Em và đạo diễn nói chuyện riêng bị mọi người hiểu lầm, đó là em đáng đời. Em quá không giữ mình. Quý Lăng nói đúng. Nhân Hạ, em nên chú ý một chút. Có chuyện gì em không thể nói cùng mọi người, cứ nhất quyết phải nói chuyện riêng với đạo diễn. Nếu điều này xảy ra thời cổ đại sẽ bị nhốt vào lồng heo. Các người bị bệnh à? Những kẻ không biết xấu hổ như các người có nên bị dìm xuống ao không? Em lấy những bức ảnh này từ đâu? Mau xóa cho anh. Thứ tốt như thế này không thể không chia sẻ với tất cả các bạn khán giả. Thật là mập mờ quá đi mà. Không phải người yêu mà như người yêu. Tiên nữ gì chứ, cô ta xứng đáng. Trời ơi, mối quan hệ này cũng quá hỗn loạn rồi. Không phải đâu, tất cả những bức ảnh đó đều là vấn đề góc độ. Hạ Hạ, em đã xin lỗi chị rồi. Chị còn muốn thế nào nữa? Chị lại dùng ảnh ghép đến vu khống em. Nhân Hạ,
Anh cho em một phút. Để xóa những bức ảnh này, anh sẽ tha thứ cho em. Nhân hạ, anh là anh ruột của em. Em vẫn có thể hãm hại anh ruột của mình. Tôi không có vu khống anh đâu. Những bức ảnh này đều là từ bắt đầu lại từ đầu, chụp màn hình từ phòng phát sóng chính thức. Tất cả đều có ghi hình video. Đại hữu quân chào đón cư dân mạng đến điều tra. Không thể nào. Nhân hạ, em nói bậy gì thế? Làm sao anh có thể chụp những bức ảnh như vậy với cố Diệp Du? Chụp những bức ảnh như vậy, vậy thì đến lượt các người chứng minh sự trong sạch với đông đảo cư dân mạng. Tôi không thể để Nhan Hạ vu khống. Nếu hất bát nước bẩn này lên người tôi sẽ xong đời. Không phải đâu. Không phải như Hạ Nhan nói, chỉ là cơ thể tôi yếu hơn, họ chỉ chăm sóc tôi mà thôi. Đúng rồi, tôi xin tuyên bố trọng thể với toàn thể cư dân mạng. Hiện tại, điều chỉ là em gái tôi. Tôi cũng luôn coi Du Du là em gái. Sở dĩ tôi chăm sóc Du Du như vậy, không phải vì anh trai của cố Diệp Du, là bạn thân của tôi. Tôi đang làm theo lời người nhờ vả. Cô ấy chỉ là em gái của tôi. Màu tím rất có hương vị. Nghe hay và hợp cảnh. Nhân hạ, chị đừng tiếp tục dẫn dắt mọi người nữa. Tôi dẫn dắt mọi người. Nếu cô nói như vậy, trong điện thoại tôi còn có những ảnh chụp màn hình khác chưa đăng. Đi thôi. Nhân hạ, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Đại ca, không ổn rồi. Du Du và Tam Đệ tham gia chương trình tập kỹ đó đã gặp sự cố. Du Du và Tam Đệ bị Nhân hạ làm cho khổ sở. Bây giờ cư dân mạng đều nghĩ cô ấy với Tam Đệ và Quý Lăng đều có quan hệ không chính đáng. Fan trên Weibo của Du Du đã giảm mấy trăm ngàn rồi. Phải làm sao đây? Vớ vẩn. Nhân hạ, cậu đi liên lạc với bên đầu tư chương trình, bảo họ gây áp lực cho đạo diễn, ngừng phát chương trình. Tôi đi gọi điện cho Nhân hạ. Vẫn là cú lật ngược tình thế, sẽ được fan yêu thích hơn. Sinh bệnh 3 năm, thật dễ dàng. Giáo sư Nhan, điện thoại của chị. Cảm ơn. Alo. Là tôi. Lúc này, không đi giúp em gái tốt của anh, tìm tôi làm gì? Khi nào cô mới có thể gỡ những bức ảnh của Du Du xuống? Xin lỗi nhé, chuyện này thực sự không thể rút lại. Cô nên biết, ảnh hưởng của gia đình cố trong giới giải trí. Ông chủ lớn nhà cố lại muốn làm gì? Các nhà đầu tư lớn của bắt đầu từ số 0 đều có liên hệ với gia đình cố. Chỉ cần tôi nói một câu là có thể ngay lập tức tất cả các nhà đầu tư đều rút vốn. Anh đe dọa tôi. Tôi đang cho cô lựa chọn. Từ con số 0 phát sóng đến bây giờ, cô đã hút được không ít fan. Nếu bây giờ rút vốn, đối với tổ chương trình và cô đều là tổn thất lớn. Cô phải suy nghĩ cho kỹ là rút ảnh hay rút vốn. Hả? Vậy thì rút vốn đi. Cô nói gì? Tôi nói rút vốn. Anh làm nhanh lên. Cô không sợ khởi đầu từ số không bị ngừng phát sóng? Làm sao mà ngừng phát sóng được chứ? Anh đã rút vốn rồi. Tiếp theo chương trình sẽ do tôi toàn quyền đầu tư. Cô lấy tiền đâu ra để đầu tư? Cô không nghĩ rằng cô có chút tiền thù lao là có thể đầu tư rồi nhỉ? Vậy anh thử rút vốn xem. Hay là cái gọi là rút vốn chỉ là khoác lác thôi? Nhân hạ, tôi sẽ cho cô biết sức mạnh của gia đình họ cố. Đang lo lắng không biết kiếm tiền thế nào, vậy mà có người tự tìm đến. Theo quỹ đạo của kiếp trước, từ số 0 bắt đầu, chắc chắn sẽ bùng nổ lớn, tỷ suất lợi nhuận đầu tư cực cao. Cố Diệp Quân, anh nhất định phải rút vốn thành công đấy. Alo, giúp tôi thảo một hợp đồng đầu tư. Đúng, nửa tiếng sau cần. Tôi muốn đầu tư vào chương trình tổng hợp. Anh ba, bây giờ em thật sự rất sợ. Trên mạng toàn là mắng em. Họ bảo em đi chết. Không sao đâu, Du Du, anh cả sẽ xử lý ổn thỏa. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh ba, Nhân Hạ ghét em như vậy, chắc chắn là vì em đã cướp đi thân phận của cô ấy. Nếu không thì em rời khỏi nhà họ cố, để cô ấy trở về làm em gái của mọi người nhé. Du Du, em mãi mãi là bảo bối quan trọng nhất của nhà họ cố. Còn về Nhân Hạ,
Anh sẽ cho cô ấy biết cái giá của việc đối đầu với nhà họ Cố. Ừ. Dừng. Tất cả các buổi phát trực tiếp hãy dừng lại. Việc ghi hình chương trình kết thúc tại đây. Sao lại dừng rồi? Cố Diệp Du và hai tên cặn bã cút khỏi đội quay. Đừng mà, tôi vẫn chưa xem đủ mà. Không phải đạo diễn. Thời gian ghi hình chương trình kỳ này chẳng phải đến 12 giờ đêm sao? Bây giờ mới 9 giờ tối, vẫn chưa đến giờ kết thúc mà. Rất tiếc phải thông báo với mọi người, vừa mới đây, bắt đầu từ con số 0, tất cả các nhà đầu tư tuyên bố rút vốn. Chương trình của chúng ta có thể không quay được nữa. Chắc chắn là anh cả đã xử lý việc này. Sau khi về tôi nhất định sẽ cảm ơn anh cả. Các nhà đầu tư vì Nhan Hạ mà rút vốn hết. Nhan Hạ, chỉ cần người nhà Cố mãi mãi đứng về phía tôi, cô sẽ không thể lật đổ tôi. Không phải là nhà đầu tư, sao có thể trách Nhan Hạ được chứ? Chuyện này có liên quan gì đến Nhan Hạ đâu? Sao lại không trách Nhan Hạ? Nếu không phải vì Nhan Hạ, tối nay chúng ta sẽ gặp nhiều chuyện như vậy sao? Vì nhà đầu tư cho rằng là do Nhan Hạ ảnh hưởng đến việc quay phim bình thường, vậy thì là vấn đề của Nhan Hạ. Đạo diễn, sao có thể nói dừng là dừng được? Hay là anh lại nói chuyện với Nhan Hạ, thảo luận kỹ càng? Thảo luận cái gì? Đi tìm Cố Diệp Quân quỳ gối nhận lỗi sao? Nhan Hạ, cái này, em cảm thấy là cái bắt đầu từ con số 0 này đều là tâm huyết của tất cả chúng ta, hay là chị nghĩ cách khác đi? Em có thái độ gì vậy? Chính em không ghi hình nổi chương trình, ảnh hưởng không chỉ mình em, mà là tất cả chúng tôi. Em không cảm thấy áy náy chút nào. Ai nói chương trình không quay được nữa? Chẳng phải chỉ là rút vốn thôi sao? Thay nhà đầu tư mới, chẳng phải giải quyết được sao? Em nói nghe dễ nhỉ? Bây giờ đi đâu tìm nhà đầu tư mới? Em nghĩ đầu tư chương trình là việc dễ dàng sao? Cũng khá đơn giản mà. Bởi vì tôi chính là nhà đầu tư mới. Ha ha, Nhan Hạ. Không, Nhan Tổng. Đây là sự thật. Thật sự hiệu quả. Nhan Tổng, cô thật là ân nhân lớn của chương trình chúng ta. Mọi người, tôi xin thông báo, hiện tại, Nhan Tổng là nhà đầu tư lớn nhất của chúng ta từ đầu. Đạo diễn, anh điên rồi à? Chị lấy đâu ra nhiều tiền thế? Đạo diễn, hợp đồng này sẽ không có vấn đề gì chứ? Đưa tôi xem. Ê, bí mật thương mại. Có phải là không dám cho anh xem không? Tùy anh nói sao cũng được. Đạo diễn, bây giờ có thể bắt đầu ghi hình được chưa? Bật máy, có thể bắt đầu. Không phải đã rút vốn rồi sao? Sao vẫn phát sóng rồi? Đạo diễn đã nói trên Weibo, Nhan Hạ đã đầu tư vào chương trình. Nhan Hạ giỏi thật, mọi người. Để cảm ơn Nhan Tổng đã ủng hộ hết mình cho chương trình của chúng tôi. Nhóm chương trình quyết định mua một lượng lớn pháo hoa. Mời mọi người cùng tôi đến bãi đất trống ở cổng làng. Chúng ta cùng nhau đi ăn mừng. Được chứ? Tuyệt vời quá. Đi thôi. Ừ. Khi Nhan Hạ rời nhà, không mang theo một đồng nào. Bây giờ cô ấy lấy đâu ra tiền đầu tư? Chẳng lẽ thật sự có tài năng lớn? Ai, cô ấy có tài cán gì lớn đâu? Chắc chắn vẫn là anh trong ngành của cô ấy thôi, giống như thời Huy Diễn vậy. Bây giờ nhiều đại gia tài chính, rất thích kiểu của cô ấy. Bạn bè gì chứ, bẩn thỉu. Chuyện này, anh nhất định sẽ để anh cả điều tra rõ ràng. Trước khi Nhan Hạ làm những chuyện đáng xấu hổ đó, hãy để cô ấy về nhà. Nhan Hạ, em đừng hối hận. Cảm ơn. Hồi nhỏ em đã giúp anh biết bao lần. Lần này coi như anh trả ơn đi. Buồn ngủ quá. Em về ngủ trước đây. Trả ơn. Ai mà nửa đêm gọi điện cho mình vậy? Là tôi. Tôi có một việc muốn hỏi anh đây. Chính là tôi có một người bạn. Cậu ấy bị người ta hôn. Rồi cậu ấy nói là đây là báo ân. Điều này có nghĩa là gì?
Thời Hy Diễn cậu bị một cô gái hôn à? Không phải tôi đã nói là tôi có một người bạn. Được rồi, là bạn của cậu. Đền ơn không phải là lấy thân báo đáp sao? Vậy là không muốn chịu trách nhiệm. Im đi. Hạ Hạ không phải là người như vậy. Mọi người, đây là pháo hoa, chuẩn bị cho mọi người. Mọi người chơi vui vẻ, chuẩn bị. Này, cái mà em thích nhất đây. Nhỏ. Mau cầm lấy đi, người cuối cùng tắt còn có thưởng đấy. Phần thưởng. Ừ, em nhận đây. Nhân Hạ, anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta nói chuyện đi. Tôi không có gì để nói với anh. Nhân Hạ, anh đã tha thứ cho em về chuyện chia tay với anh rồi. Chúng ta hòa giải nhé. Diễn viên Quý nói chuyện giống như đang nói dối vậy. Anh biết em vẫn còn giận anh. Trong tình huống đó, là một người đàn ông thấy những bức ảnh như bạn gái của mình cũng sẽ bị hiểu lầm. Thời Hy Diễn, sao nơi nào cũng có cậu vậy? Đây là nơi công cộng. Tôi muốn ở đâu thì ở đó. Nhân Hạ, em cứ nhìn anh ấy đối xử với anh như vậy. Nếu không thì tôi cũng tát anh hai cái. Đừng. Lại làm cậu ấy thích thú. Nhân Hạ, em có thể đừng lấy anh ta chọc tức anh được không? Anh biết em vẫn yêu anh mà. Chúng ta làm hòa nhé. Nhân Hạ, cố lên. Hạ Hạ, tối qua chúng ta. Anh nói gì? Không có gì. Hẹn gặp lại ở kỳ sau. Được, kỳ sau. Lại dẫn anh bay nhé. Du, không phải thầy của em. Đại sư Đường sao? Là sư phụ. Sao thầy lại ở sân bay nhỉ? Tất nhiên là đến đón em rồi. Cũng không hẳn. Trước đây trong chương trình thực tế, thầy đã gọi điện cho Nhan Hạ. Biết đâu họ đến đón Nhan Hạ. Hay là mình đi hỏi thử. Hạ Hạ, hôm kia khi giáo viên gọi điện cho chị, có nói sẽ đến đón em không? Không có mà. Chắc chắn là đến đón em rồi. Hạ Hạ sẽ không giận chứ? Sao lại thế được? Em gái tốt của chị. Thầy ơi. Chị là giáo sư Nhan Hạ Nhan phải không? Tôi đến đây để đón chị. Đại sư Đường đã đợi lâu rồi. Đường đại sư, ông không phải đến đón Du Du sao? Không biết chữ. Đường đại sư, Du Du mới là đệ tử thân truyền của ngài. Ngài nên. Không sao đâu anh Quý Lăng. Hạ Hạ muốn cướp gì? Cứ để cô ấy cướp đi. Du Du đừng buồn. Chỉ vui vẻ nhất thời thôi. Đợi mẹ và anh hai đón cô ấy về nhà, chắc chắn sẽ cho cô ấy. Xin lỗi em đàng hoàng. Nhân Hạ, những thứ cô đang cướp đi bây giờ, nhà họ Kỷ sẽ trả gấp đôi cho em. Cảm ơn anh Quý Lăng. Cảm ơn Tam Ca. Chúng ta đi thôi. Cố lên. Nhân Hạ, anh sẽ khiến em hối hận về lựa chọn đêm qua của em. Chào thầy Nhan. Đây là Hollywood, thư mời từ lễ hội âm nhạc quốc tế. Tôi đã nói với chị tối qua. Bên đó ban đầu muốn mời tôi làm nghệ sĩ đặc biệt của âm nhạc quốc tế. Nhưng sau khi tôi thấy chị biểu diễn đàn tì bà trên chương trình tạp kỹ, nên đã giới thiệu chị với phía Hollywood. Không biết chị có hứng thú với việc thu âm nhạc phim không? Có không?
Đây là lời mời từ phim Tu Re. Nếu tôi nhớ không nhầm, kiếp trước Cố Diệp Du là nữ phụ số 8 của bộ phim này, chỉ bằng một cảnh quay 30 giây đã giúp cô ấy đứng vững trong làng điện ảnh nội địa. Vâng, tôi chân thành hy vọng chị sẽ mang văn minh Hoa Hạ ra toàn thế giới. Lời mời này tôi đồng ý. Sao còn chưa về? Nhân Hạ, thái độ gì đây? Không thấy mẹ và anh đang đợi em à? Động vật tốt không chắn đường. Em, thảo nào anh hai và anh ba nói em gần đây như bị điên. Hạ Hạ, chúng tôi có việc cần tìm con. Cho chúng tôi vào nói chuyện. Xin lỗi nhé, nhà chúng tôi có quy định, người và động vật nhà Cố không được tự ý vào. Em nói chuyện với mẹ thế nào vậy? Bà ấy không phải mẹ tôi. Nhà Cố của các người với tôi không có liên quan gì cả. Đừng có làm phiền tôi. Con, cô từ bụng tôi bò ra ngoài, giờ cô không nhận tôi nữa. Cô, đầu tôi chóng mặt quá, tôi sắp ngất xỉu rồi. Hóa ra Cố Diệp Du giỏi giả vờ như vậy là học từ bà đấy. Nhân Hạ, em đã làm nhiều chuyện như thế chẳng phải chỉ vì cái này sao? Bây giờ ký hợp đồng này, anh muốn em lập tức quỳ xuống xin lỗi mẹ, sau đó giải thích rõ ràng với cư dân mạng những gì em đã làm với Du Du. Bộ phim dở tệ như vậy mà anh cũng dám mang ra? Đây còn là nữ chính đấy. Nếu không phải là nhà họ Cố chúng tôi, nhìn vào chút quan hệ huyết thống này của em thậm chí không thể với tới đuôi của tài nguyên bộ phim này. Bộ phim hay như thế này, sao anh không để Cố Diệp Du cùng quay thế? Đây là nhà họ Cố đặc biệt chuẩn bị cho em. Để em không nói chúng tôi thiên vị. Mang theo tài nguyên của anh rồi, cút đi. Tài nguyên của nhà Cố, tôi còn không thèm. Cô, đây là Hollywood, thư mời của bộ phim quốc tế Tu Re. Em làm sao mà có được? Liên quan gì đến anh? Tinh. Ăn nhưng mà, đây là một sản phẩm quốc tế lớn, hoàn toàn không thể thuê diễn viên trong nước. Có lẽ em bị lừa rồi. Họ thì mời tôi làm hướng dẫn bởi bậc thầy âm nhạc quốc tế. Sao có thể như vậy được? Ngay cả Hollywood cũng phải mời. Chắc chắn sẽ mời Du Du. Bởi vì Du Du mới là thiên tài âm nhạc. Hơn nữa, thầy Đường đã nói rồi. Du Du à, tài năng cực kỳ cao. Ôi trời, không phải trùng hợp sao? Chính là cái người mà các người gọi là đại sư Đường đã đích thân giới thiệu tôi với Hollywood. Cô, sao cô có thể ích kỷ như vậy chứ? Cô giành lấy tài nguyên của Du Du. Ôi, nhanh lên nào, trả tài nguyên của Du Du lại cho Du Du. Không phục thì đi tìm Liên Hợp Quốc mà kiện. Đừng có làm phiền tôi ở đây. À mẹ, mẹ, mẹ sao thế? Xía. Mẹ, chúng ta đi nhanh đi nào. Mẹ, gần đây tôi muốn mua một chiếc túi mới, còn thêm hai cái quần và váy nữa. Mua hết cho con. Mẹ. Ô Phúc, con hình như bị bệnh rồi. Giúp con gọi xe cấp cứu đi. Con không có tay à? Muốn gọi điện thì tự gọi đi. Không thấy chúng tôi còn bận à? Đi thôi. Uống nhiều nước nóng nhé chị. Mẹ của Nhân Hạ xảy ra chuyện rồi. Nhân gọi 120 đi. Muốn gọi thì tự gọi. Ừ, đúng rồi. Nhớ uống nhiều nước nóng nhé mẹ. Con, Nhân Hạ. Từ nay trở đi, nhà họ Cố không có đứa con gái như em. Mẹ, làm mẹ tức phát ngất. Mẹ, chúng ta đi thôi. Nhà họ Cố không có đứa con gái như em. Đợi khi Du Du dựa vào nhà họ Cố tại buổi tiệc phở Lô Gia, giành được hợp đồng đại diện lớn, đừng có mà hối hận. Buổi tiệc phở Lô Gia. Cô Sonia, nghe nói cô muốn mời em gái tôi là Nhân Hạ, là người đại diện thương hiệu phở Lô Gia. Tôi rất tiếc phải nói với cô, em gái tôi, Nhân Hạ, có thể không tiện để đại diện. Đây là em của Nhân Hạ, xuất sắc hơn Nhân Hạ. Tôi tin rằng cô ấy sẽ phù hợp làm đại diện của phở Lô Gia hơn Nhân Hạ. Alo, giúp tôi chuẩn bị một thiệp mời cho vũ hội phở Lô Gia tối mai.
Tiểu thư, đây là thiệp mời VIP buổi tiệc. Tôi chỉ cần một thiệp mời, sao cậu dẫn nhiều người đến thế? Đây là ông cụ đặc biệt chuẩn bị cho cô. Vậy những người này cũng là chuẩn bị cho tôi. Tôi là đi tham gia tiệc rượu. Ông cụ xem chương trình tập kỹ kỳ trước của cô. Biết bên nhà họ cố đang làm khó cô. Vì thế để phòng tránh cô trong tiệc rượu, gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, đặc biệt sắp xếp những vệ sĩ này đưa cô đi. Mang nhiều người như vậy, điều này có vẻ quá nổi bật rồi. Ông cụ đã ra lệnh rất nghiêm. Nhất định phải có vệ sĩ bảo vệ cô, mới yên tâm được. Vậy thì, chỉ cần 4 người này là đủ rồi. Điều này là... Anh hai, anh nói lần này tiệc rượu, chúng ta không mang Hạ Hạ theo, Hạ Hạ sẽ không giận chứ. Đó là do cô ấy tự chuốc lấy, với thân phận của cô ấy. Đến tiệc rượu cao cấp như vậy, chỉ khiến nhà chúng ta mất mặt, cũng là tiệc rượu ở cấp độ như thế này. Cô ấy sợ là đến cả thế lễ phục cũng không nổi. Đi thôi. Trời ơi, nhìn kìa, đẹp quá đi. Nhân Hạ. Phở Lô Gia, buổi tiệc tối này, chỉ mời người trong ngành, nghệ sĩ của studio hàng đầu. Cô ấy đến đây làm gì? Chẳng lẽ Hạ Hạ nghĩ rằng buổi tiệc rượu của Phở Lô Gia, ai cũng có thể vào được sao? Còn thuê nhiều vệ sĩ như vậy, cô ấy không định xông vào chứ? Thật là mất mặt. Bây giờ anh sẽ đuổi cô ta ra ngoài. Ai bảo em đến đây? Đây không phải là nơi em nên đến. Bây giờ mau đi đi. Con chó này từ đâu ra thế? Nhân Hạ. Chị không nghĩ rằng tiệc rượu của Phở Lô Gia, ai cũng có thể đến chứ. Chị đừng nghĩ rằng chị thuê một chiếc xe sang trọng, thuê vài vệ sĩ, là chị có thể vào. Nếu chị muốn vào thì, sao không nhờ nhị ca trước? Ngày nào cũng nhờ nhị ca giúp. Em không sợ nhị ca giảm thọ sao? Chị, Du Du, đừng nói giúp cô ấy nữa. Hôm nay dù cô ấy có quỳ xuống cầu xin anh cũng sẽ không dẫn cô ấy vào. Em cứ đợi ở đây đi. Đợi cả đêm cũng không ai cho em vào. Có tin là em sẽ bảo họ đánh anh, để anh cũng không vào được không? Giữa ban ngày ban mặt, các người dám ra tay. Hạ Hạ, đừng đùa nữa. Có nhiều nhà báo như vậy, tôi chưa bao giờ đùa với kẻ ngốc. Cứng đầu không nghe. Du Du, chúng ta đi. Tôi chỉ muốn xem. Không có thiệp mời, tối nay làm sao cô ấy vào được? Tĩnh. Nếu cô ấy muốn vào với danh nghĩa nhà họ Cố, các người lập tức đuổi cô ấy đi. Vâng, này nhị ca. Hay là, chúng ta vẫn nên dẫn Hạ Hạ vào đi. Từ lúc cô ấy không cứu mẹ trong lúc nguy cấp, cô ấy đã không còn là người nhà họ Cố, con gái nhà họ Cố. Bây giờ chỉ còn mỗi Du Du em thôi, đi thôi. Thưa cô, ở đây chúng tôi không có thư mời, cấm vào tiệc rượu. Ngài chính là nghệ sĩ khách mời đặc biệt của Phở Lô Gia tối nay. Chúng tôi đại diện cho Phở Lô Gia, hoan nghênh sự có mặt của ngài. Du Du. Du Du, người đó chính là Sonia, người phụ trách thương hiệu Phở Lô Gia. Cô ấy sẽ tại buổi tiệc tối nay, lựa chọn một người cho Phở Lô Gia, nghệ sĩ có danh hiệu cao nhất. Đây là cơ hội mà nhà cô đã dốc toàn bộ tài nguyên công ty để có được, mới có được cơ hội này. Chỉ cần em giành được hợp đồng quảng cáo này, kẻ vô dụng yên hạ đó sẽ không thể nào theo kịp em nữa. Yên tâm đi anh hai, lần này em nhất định phải có được hợp đồng quảng cáo này. Cô Sonia, nghe nói cô đang tìm kiếm một nghệ sĩ phù hợp cho Phở Lô Gia. Đây là em gái của tôi, tiểu thư của tập đoàn Cố. Tôi tin rằng cô sẽ không tìm thấy ai khác tốt hơn nữa đâu. Người phù hợp hơn cô ấy để làm đại diện cho thương hiệu Phở Lô Gia. Xin chào, tôi tên là Cố Diệp Du, rất vui được gặp cô. Lão gia đã đặc biệt sắp xếp cho cậu đến để khảo sát kế hoạch mua lại Phở Lô Gia. Cả hội trường nhiều mỹ nữ như vậy, sao cậu lại không nhìn xem? Tôi chỉ phụ trách thu mua, những việc khác tôi không quản. Nhìn kìa, đó là thiên kim của nhà Cố phải không? Có vẻ như Phở Lô Gia muốn chọn cô ấy làm người đại diện. Cô ấy không được đâu. Tại sao?
Tôi biết tại sao rồi. Hả? Cậu đừng tới gần cô ấy. Xin lỗi, tôi phải rời đi một lát. Này này. Anh hai. Sao Nhan Hạ lại xông vào đây? Anh không phải đã nói trước với Tổng Giám Đốc Xin rồi sao? Sao cô ấy vẫn vào được? Cách ăn mặc hôm nay của cô rất hợp với Phở Lo, rất đẹp. Có vẻ như đây là Sonia, người phụ trách Phở Lo ra. Cảm ơn. Cô cũng là nghệ sĩ trong làng giải trí à? Cô có hứng thú trở thành người đại diện thương hiệu của Phở Lo ra không? Tất nhiên, tôi tên là Nhan Hạ. Được trở thành người đại diện của Phở Lo ra là vinh dự của tôi. Cô muốn chọn cô ấy làm người đại diện. Đúng vậy, tôi nghĩ cô ấy rất phù hợp với Phở Lo ra. Không phải. Cô Sonia, tôi nghĩ nếu cô quyết định như vậy, có chút quá vội vàng rồi, bữa tiệc này mới chỉ bắt đầu. Nếu không muốn tin tức về việc bạn để mẹ ruột chết không cứu lên trang nhất, thì bây giờ hãy cút ra ngoài. Người nên cút là em. Anh. Hạ Hạ, em biết vì gia đình không đưa chị đến buổi tiệc này, chị rất tức giận. Nhưng mà, người đại diện thương hiệu của Phở Lo ra phải có sức ảnh hưởng lớn và khả năng kêu gọi mạnh mẽ chứ. Em nói với chị về sức ảnh hưởng. Người hâm mộ trên Weibo của em sắp rớt hết rồi. Em đắc ý cái gì? Du Du sắp trở thành nữ chính trong phim mới của anh. Đến lúc đó người hâm mộ sẽ tăng gấp đôi trở lại. Sonia, nếu Du Du có thể trở thành người đại diện cho Phở Lo ra, phim mới của tôi sẽ quảng bá miễn phí cho Phở Lo ra. Đối với Phở Lo ra ở giai đoạn hiện tại, có một người thực sự hiểu Phở Lo ra. Người hiểu về Phở Lo ra là điều quan trọng nhất. Cô từ chối tôi. Cô nghĩ cô ấy sẽ tốt hơn em gái tôi. Thiên Kim tiểu thư của tập đoàn Cố hiểu rõ về Phở Lo ra hơn sao? Cô Sonia, tôi tin rằng sự hiểu biết của tôi về Phở Lo ra không kém gì Nhan Hạ. Xin lỗi, Nhan Hạ, chị nhất định phải tranh giành với tôi sao? Cô Giang, tôi muốn chính thức mời cô trở thành người đại diện thương hiệu của Phở Lo ra. Có thể cho tôi nói chuyện riêng một chút không? Tất nhiên. Trước khi được mời tối nay, Phở Lo ra đã hứa với mọi người, người đại diện thương hiệu sẽ được chọn từ những nghệ sĩ được mời, nhưng Nhan Hạ không được mời. Sao lại thế? Không có thiệp mời thì không thể vào dạ tiệc Phở Lo ra được. Hạ Hạ, chị nói chuyện với cô Sonia đi. Cô ấy có gặp vấn đề gì không? Lần này cậu nhanh tay thật. Chờ mình với. Hình như cô ấy là Nhan Hạ nhỉ? Mình nhớ Nhan Hạ. Không phải đã hủy hợp đồng với Cố Thị rồi sao? Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Bảo vệ đâu rồi? Nhan Hạ, nếu em biết điều, thì bây giờ hãy cút ra ngoài cho anh. Nếu em nhất quyết không đi thì sao? Anh đang bảo ai cút đi? Thời Di Diễn. Thật trùng hợp, anh cũng đến dự tiệc rượu à? Tề Phỉ, bạn tốt của Thời Di Diễn. Cậu, chẳng lẽ, im miệng lại và uống rượu đi. Anh là ai? Đến lượt anh nói chuyện à? Anh hai, đây là người nhà họ Thời, thì sao chứ? Theo như anh biết, Phở Lo ra không phải là sản nghiệp của nhà họ Thời. Cho dù anh là đại thiếu gia của nhà họ Thời, chẳng lẽ anh còn có thể quyết định cho Phở Lo ra sao? Hạ Hạ, em khuyên chị vẫn nên để Thời Hy Diễn bảo vệ chị. Không có thư mời, xâm nhập trái phép, thì vốn dĩ là vi phạm pháp luật, bảo vệ có quyền đuổi chị ra ngoài. Lúc này mới biết tuân thủ pháp luật à? Nhưng ai nói em là chị đột nhập vào đây? Chị không phải đột nhập vào đây. Đây. Hóa ra cô chính là nghệ sĩ khách mời của Phở Lo ra tối nay, người của nhà họ Nhan. Nghệ sĩ như thế nào? Được Phở Lo ra đặc biệt mời à? Vậy Nhan Hạ có hậu thuẫn lớn đến mức nào chứ? Cô ấy làm sao có thể có được thiệp mời? Nhan Hạ rốt cuộc là chuyện gì đây? Tối nay em phải cho anh một lời giải thích. Đưa anh đi gặp ông bà. Có muốn không? Anh hai không sao chứ? Cô Nhan tối nay ở buổi tiệc rượu có một mẫu mới theo mùa do nhà thiết kế Phở Lo ra, Vân Tưởng thiết kế. Không biết bộ đồ này có được sự ưng ý của cô Nhan không? Tất nhiên tôi rất sẵn lòng. Vậy em đi thay đồ trước. Được, anh đợi em. Tôi nói người ta có thể đi xa lắm đó. Tối nay sẽ ký thỏa thuận mua lại với Phở Lo ra. Ông tổ lớn thời gian. Anh đã khảo sát gì rồi mà khảo sát?
Họ chọn đại diện rất có mắt nhìn. Được rồi. Anh nói lỗ tiền thì đừng trách tôi. Yên tâm đi, chọn cô ấy không lỗ đâu. Chẳng lẽ Nhan Hạ thật sự có thân phận lớn nào không ai biết? Nhà họ Cố của chúng ta có phải thật sự đặt cược sai rồi không? Anh hai, chắc chắn em không còn hợp đồng đại diện nữa rồi. Sớm biết như vậy, sao em không chuẩn bị kỹ hơn? Xin lỗi mà, anh hai, tất cả là do em vô dụng quá. Rõ ràng em biết Nhan Hạ, cô ấy hận em như vậy. Cô ấy vẫn cướp mất đại diện của em. Cô ấy muốn hận em, thì chỉ cần hận một mình em thôi. Ngàn vạn lần đừng để ảnh hưởng đến bộ phim mới của anh hai. Đúng vậy, với tính cách ghi thù của Nhan Hạ, nếu thực sự nhận được đại diện, thì chẳng phải sẽ làm loạn trời đất lên sao? Anh sẽ không để cô ấy có được đâu. Anh hai nói là của em. Ừ. Đi thôi anh hai. À, giúp tôi tìm hai người theo dõi họ, xem họ thực sự muốn làm gì. Được. Cô Nhan, tôi đã chuẩn bị cho cô bộ sưu tập mới theo mùa của Flora. Cảm ơn. Người đại diện của Flora vẫn là tôi. Cố Diệp Du và Cố Diệp Hạo bây giờ chắc là rất không phục chứ gì. Tính toán thời gian, họ cũng nên đến rồi. Hạ Hạ, sao anh lại đến đây? Sao anh lại ở đây? Đi thôi. Anh hai, không tốt đâu. Nếu không phải cô ấy cố tình chen ngang cướp lấy đại diện, anh cũng sẽ không động đến cô ấy. Muốn trách thì chỉ có thể trách cô ấy đáng đời. Được. Anh hai, em giúp anh. Xem cô ta lấy gì làm người đại diện. Làm hỏng mẫu mới theo mùa của Flora. Chờ bồi thường khổng lồ đi. Nhân Hạ lần này tiêu rồi. Chờ Flora nổi trận lôi đình đi. Đi. À, ai đã làm chuyện này? Đây là Flora, phiên bản giới hạn quý sau. Toàn cầu chỉ có một chiếc. Chiếc áo này hỏng rồi thì làm sao đây? À, cô ấy chắc chắn sẽ không chọn mình làm người đại diện nữa. Phải làm sao đây? Lần này không chừng cô ấy còn bị nuốt vào. Cô nghiêm trọng vậy sao? Anh hai, nếu Nhan Hạ biết lỗi rồi, anh cũng phải giúp cô ấy chứ. Xem thái độ của cô ấy đã. Nếu cô ấy quỳ xuống cầu xin anh có thể cân nhắc một chút. Đi thôi. Kiếp trước đã dùng cách này, kiếp này vẫn không tiến bộ. Thời gian diễn ra đi. Hạ Hạ, để anh xử lý. Không cần. Đó là giả. Họ không có nhân nghĩa, vậy thì đừng trách em không có nghĩa khí. Alo, 110 phải không? Tôi muốn báo án. Chào mừng mọi người đến với tiệc Flora. Chút nữa sẽ có người đại diện mới của Flora để giới thiệu. Nhà thiết kế chính của chúng tôi, Vân Tưởng, thiết kế ra sản phẩm duy nhất trong bộ sưu tập mới này. Trời ơi, thiết kế mới của nhà thiết kế Vân Tưởng đã giành được vai trò đại diện cho Flora. Năm nay trong làng giải trí, cô ấy chính là người đứng đầu. Này anh, lúc em vừa đi ngang qua phòng nghỉ, em đã thấy có người đổ rượu vang đỏ lên. Bộ trang phục mới mùa của Flora, cô nói gì cơ? Loại trang phục này chỉ cần dính chút nước cũng sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp. Nếu đổ rượu vang đỏ lên, chẳng phải hỏng hoàn toàn rồi sao? Điều đó không thể nào. Phòng nghỉ của Flora không hề có đồ uống. Ôi chao, thôi cô mau đi xem thử đi. Anh à, chưa này hay thật. Đối phó với cô nhóc tóc vàng này, tôi còn dư sức. Anh chờ cô ta quỳ xuống cầu xin anh. Xin lỗi vì một số sự cố nhỏ,
Chúng tôi từ nhà thiết kế Vân Tưởng thiết kế ra sản phẩm giới hạn theo mùa, không thể ra mắt mọi người. Trời ơi, thiết kế mới của nhà thiết kế Vân Tưởng thực sự bị hủy hoại rồi. Buổi ra mắt của Flo ra chỉ còn vài ngày nữa. Thiết kế mới của nhà thiết kế Vân Tưởng bây giờ bị hủy hoại rồi, lấy gì để ra mắt đây? Floza vừa mới chọn đại diện xong, bộ quần áo mới vừa ra mắt đã gặp sự cố, rốt cuộc ai đã làm hỏng nó? Cô Sonia, rốt cuộc là nghệ sĩ nào trong làng giải trí đã đổ rượu vang lên nó? Cô nói cho mọi người biết đi. Chuyện này dường như không liên quan đến hai người nhỉ? Sao lại không liên quan? Mọi người có mặt ở đây đều rất thích tác phẩm của nhà thiết kế Vân Tưởng. Bây giờ tác phẩm này đã bị hư hỏng, chúng tôi có quyền biết sự thật. Đúng vậy, chúng tôi muốn biết. Thiết kế mới của Floza rốt cuộc có gặp vấn đề gì không? Nếu không tiện thì có thể báo cảnh sát. Gọi điện thoại tôi có thể giúp. Tôi không ủng hộ. Vừa lô ra thiết kế của mẫu mới cao cấp đấu giá, trên thị trường đã lên tới 30 triệu. Làm hỏng bộ đồ này đối với Phở Lô Gia là tổn thất không kể xiết. Thật là nhiều tiền. Tốt quá, lần này Nhan Hạ coi như xong rồi. Vì vậy làm hỏng đồ cao cấp phải trả giá. Nhưng tôi nhớ rằng Sonia vừa giao quần áo cho em để thay. Hạ Hạ, vết rượu vang đỏ trên bộ đồ này không phải do chị đổ đấy chứ? Không thể nào là do Nhan Hạ làm. Các người không có chứng cứ, đây là vu khống, đây không phải là vu khống, đây là suy đoán hợp lý. Từ đầu đến giờ, Cao Định luôn không có chuyện gì. Khi giao cho Nhan Hạ, quần áo bị hỏng rồi. Đây không phải do Nhan Hạ làm. Lập luận suy luận của đạo diễn Cố thật sự rất đặc sắc. Không biết bộ phim mới của anh có tệ như suy luận của anh không? Cầm miệng, đừng bôi nhọ phim mới của nhị ca. Em nói với chị, bộ phim mới của anh hai, rất nhiều người đang chú ý, người muốn đầu tư nhiều không đếm xuể. Không sao, chờ đến khi không còn ai muốn đầu tư, chẳng phải lúc đó dễ đếm hơn sao, chị? Vết rượu vang trên này là do chị làm đúng không? Mọi người mau nhìn này, đây chính là Nhan Hạ, bằng chứng đổ rượu vang lên. Trời ạ, lần này hỏng hoàn toàn rồi. Thật đáng tiếc. Nhà thiết kế Vân Tưởng, 3 năm mới ra một mẫu mới. Bây giờ đã bị hủy rồi. Thật quá đáng mà. Ngạn Hạ, lần này xin cô giải thích thế nào? Kẻ có tội mới cần giải thích, còn tôi chịu trách nhiệm tìm ra kẻ thật sự. Hai người, không phải thực sự nghĩ rằng tự mình làm chuyện này thật hoàn hảo nhỉ? Hóa ra hai người họ mới là thủ phạm phá hoại hàng cao cấp, lại còn vừa ăn cắp vừa la làng, quá vô liêm sỉ. Nhân Hạ, em. Nhị ca. Anh. À. Chị làm gì đấy? Nhân Hạ, anh sẽ không tha cho em đâu. Muốn thắng tôi thì đợi kiếp sau đi. Nhân Hạ, anh sẽ xử lý bạn ngay bây giờ. Chú ơi. Chú ơi. Có người muốn giết tôi. Chúng tôi nhận được báo án, nói rằng các bạn bị tình nghi, cố ý gây thiệt hại tài sản lớn, mời bạn đi theo chúng tôi. Các anh có phải nhầm lẫn rồi không? Không không có ai báo án mà. Không không, chắc chắn các anh đã nhầm lẫn. Cháu đã báo án. Chú ơi, đây là chứng cứ. Là Nhan Hạ đã vu khống chúng ta. Thả tôi ra, tôi là nhị thiếu gia của tập đoàn Cố Thị. Chẳng lẽ các người muốn đối đầu với cả tập đoàn Cố Thị sao? Đi thôi. Tôi tuyên bố từ hôm nay, Phở Lô Gia chấm dứt mọi hợp tác với tập đoàn Cố Thị, tất cả. Và tất cả nhân viên của tập đoàn Cố Thị sẽ bị Phở Lô Gia đưa vào danh sách đen. Nhân Hạ, cô không bị họ làm hại chứ? Tôi không sao. Thiết kế cao cấp mới của Phở Lô Gia cũng không sao. Chẳng phải thiết kế cao cấp đã bị phá hủy rồi sao? Đó là hàng giả. Trời ơi, cô giỏi quá. Vậy hàng thật thì sao? Hàng thật ở hậu trường. Bây giờ tôi đi thay. Thật tuyệt vời. Xin thông báo với mọi người một tin vui. Vừa mới đây, Floza và công ty điện ảnh Thời Gia đã chính thức đạt được hợp tác.
Giang Vật, tiếp theo xin mời Tổng Giám đốc chính thức của Flora. Trời ơi, hai người họ quá là xứng đôi vừa lứa, đôi tiên đồng ngọc nữ. Thật sự làm tôi cảm động. Cậu nhóc này tối nay trông có vẻ đẹp trai hơn, sao thế? Chỉ là cảm thấy, anh hơi chơi lớn đấy. Tùy tiện thu mua phở lô ra. Không tùy tiện. Theo thời gian, Nhân Hạo đã dẫn theo Juju, có được đại ngôn phở lô ra, Thủy Quân chuẩn bị ra sân, mua cho fan của Juju 3 triệu. Bắt đầu tạo thế. Ê, đợi đã. Có phải nhầm không? Vừa trên Weibo nói người đại diện là Nhân Hạ. Nhân Hạ hoàn toàn không có tư cách tham gia tiệc rượu phở lô ra. Nói đi, Tổng Giám đốc Cố gặp chuyện lớn rồi, nhị thiếu gia và đại tiểu thư bị nhốt vào trong rồi. Gì cơ, cậu hai và tiểu thư cố ý làm hỏng thiết kế mới cho mùa cao cấp của phở lô ra. Flora đã hoàn toàn ngừng hợp tác với tập đoàn Cố Thị. Thời Hy Diễn là cái thá gì? Người đâu? Bây giờ ngay lập tức, sắp xếp đội thủy quân của công ty ra sân, mua lượng fan cổ phiếu của tôi và Cố Diệp Du lên đứng đầu bảng. Lăng ca. Như vậy không tốt lắm đâu. Bảo cậu đi thì cậu cứ đi, nói nhiều như vậy để làm gì? Vâng. Nhân Hạ, tất cả đều do em ép anh. Anh Lăng đều đã mua xong. Hiện tại, anh và Cố Diệp Du đã là nhất rồi. Nhân Hạ, anh sẽ khiến em hiểu em đã mất đi những gì. Tiệc phở lô ra, Nhân Hạ và Thời Hy Diễn quá hợp nhau. Một đám cư dân mạng vô tri, họ hợp cái gì mà hợp, chẳng hợp chút nào. Người nổi tiếng CP người hâm mộ siêu thoại phở lô ra. Tại buổi tiệc, Cố Diệp Du và Cố Diệp Hạo bị bắt. Cái gì? Sao có thể bị bắt được? Quý Lăng, Cố gia đó Cố Diệp Du, lại có chuyện lớn nữa rồi. Anh phải lập tức với cô ấy, cắt đứt liên lạc. Nhanh, nhanh chóng gỡ bài siêu chủ đề xuống đi. Lại kiếm được một đợt. Xem ra kiếm thêm vài năm sinh mệnh, mình có thể nghỉ hưu rồi. Hôm nay cô vất vả rồi, về nhà đi chậm thôi. Vậy tôi đi trước đây. Tạm biệt. Gây áp lực lên tập đoàn Cố Thị. Tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua Cố Diệp Du và Cố Diệp Hạo. Chuyện này anh không nói, tôi cũng sẽ làm. Yên tâm đi, giao cho tôi. Đang nói chuyện gì vậy? À, cái đó, tôi có việc gấp phải đi trước. Hai người nói chuyện nhé, tạm biệt. Chuyện gì mà gấp thế? Em đừng bận tâm đến anh ấy nữa, xem tin nhắn điện thoại của em đi. Một hai ba bốn năm sáu, sáu con số không, một triệu. Diễn thần, anh chính là thần tài của em. Anh cả làm sao đây? Không thể để Juju và anh hai ở trong cục an ninh cả đêm. Vậy ngày mai, tiêu đề hot search sẽ viết thế nào? Hiện tại không chỉ có phở lô ra, ngay cả nhà si cũng tham gia. Còn có một thế lực không rõ, đều đang đàn áp tập đoàn Cố của chúng ta. Các hợp tác của Juju đều bị yêu cầu hủy bỏ. Bộ phim mới của Nhân Hạo, các nhà đầu tư cũng lần lượt rút vốn. Tình hình này rất bất lợi cho chúng ta. Gia đình Thời, Thời Hy Huyễn, chắc chắn là Nhân Hạ. Nếu không phải cô ta đứng sau chỉ đạo, Thời Hy Huyễn sao có thể cố ý nhằm vào chúng ta? Không được, em phải đi tìm Nhân Hạ. Diệp Ngọc, đừng kích động, anh đi cùng em. Cô ấy lấy đâu ra tiền đi xe như thế này? Chẳng lẽ cô ấy được Thời Húc Diễn bao nuôi? Bớt nóng tính đi. Juju và Nhân Hạo vẫn còn trong tù, chúng ta cần cô ấy. Hai người họ đến làm gì? Muốn xin xỏ cho Cố Diệp Du, vậy thì tìm nhầm người rồi. Nhân Hạ, anh có điều muốn nói với em. Thứ nhất, đừng giả vờ thân thiết với em, anh không phải là anh trai em. Thứ ba, muốn em cứu Cố Diệp Du và Cố Diệp Hạo, không có cửa đâu. Sao em lại vô tình như vậy? Diệp Ngọc, em không chỉ lạnh lùng, em còn tàn nhẫn độc ác. Không phục à? Nhịn đi. Hạ hạ, vừa rồi là anh, Tam ca có chút nóng vội rồi.
Đừng chấp nhặt với anh ấy. Tối nay anh đến tìm em, không phải để nhờ em cứu Du Du và Nhan Hạo, mà là anh với tư cách là một người anh, muốn xin lỗi em. Hả? Xin lỗi gì chứ? Trước đây ở nhà họ Cố, quả thực là đã bỏ qua cảm xúc của em, nhưng em là em gái ruột của anh, làm sao chúng ta có thể không thương em chứ? Chỉ là anh trai là đàn ông, có lúc không bằng các em, con gái các em suy nghĩ tinh tế, nên không chú ý đến. Anh xin lỗi em, hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Là lỗi của chúng tôi. Chỉ cần em chịu quay về, chúng tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em, công bằng. Đặt em và Du Du ở vị trí ngang nhau. Lời xin lỗi của các người, em đã nghe rồi. Nhưng em không tha thứ. Chúng tôi là ruột thịt của em mà. Em có cần thiết phải chấp nhận chuyện này, không chịu buông sao? Hạ Hạ, có phải chúng ta có chỗ nào làm chưa đủ tốt, chúng ta có thể sửa, cho anh thêm một cơ hội, được không? Được mà. Vậy thì để Cố Diệp Du và Cố Diệp Hạo ngồi tù, hai người chuyển toàn bộ tài sản của Cố Thị sang tên em, sau đó tuyên bố rút khỏi giới, biến mất hoàn toàn. Nhân Hạ, em cố ý phải không? Nếu em không chịu tha thứ cho chúng tôi, vậy cần gì phải nói những lời này để làm chúng tôi tức giận? Cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật. Hay là bây giờ bộ dạng tối tăm của những kẻ tiểu nhân các người trông ưa mắt hơn? Nói đi. Rốt cuộc muốn chúng tôi làm sao, em mới chịu buông tha Du Du và Nhân Hạo. Đó là lỗi của chính họ. Các anh yêu cầu, đi đến cục an ninh để cầu xin an ninh đi, Nhân Hạo. Em đã là người đại diện của Phở Lô Gia. Chỉ cần em chịu đi nói chuyện với họ, họ chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho Du Du và Nhân Hạo đâu. Cứ yên tâm. Anh sẽ không để em giúp đỡ mà vô ích đâu. Chỉ cần em sẵn lòng giúp đỡ, sau này em muốn tài nguyên gì, Cố Thị sẽ ưu tiên cho em. Em không giúp. Tài nguyên rác của Cố Thị, các người cứ giữ lại mà từ từ tận hưởng nhé. Nhân Hạ, nhìn kỹ vào, nếu bọn họ dám tiến lên một bước, thì đánh gãy một chân của họ. Vâng. Đại ca, em đã biết, Nhan Hạ tâm địa độc ác. Cô ta không hề coi chúng ta xem như một gia đình. Bây giờ, để Nhan Hạ giúp đỡ con đường này, chắc chắn là không thể rồi. Chúng ta chỉ có thể tự tìm cách để Du Du và Nhan Hạo ra. Nhưng vốn lưu động của nhà Cố không phải đều dùng để nâng đỡ Du Du sao? Làm quảng bá cho phim mới của Nhan Hạo, chưa? Chúng ta lấy đâu ra tiền để đối phó với 30 triệu tiền bồi thường của Phở Lô ra chứ? Không có cũng phải có. Tuyệt đối không thể để Du Du và Nhan Hạo ở lại đồn cảnh sát qua đêm. Nếu không sau này dù có rửa sạch, cũng khó mà rửa được. Danh tiếng của Du Du và Nhân Hạo, một khi không giữ được, tất cả kế hoạch và sắp xếp của tập đoàn Cố Thị nửa năm đầu đều sẽ sụp đổ hoàn toàn. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Ý của anh cả là, anh muốn sử dụng vốn của Cố Thị. Chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta phải hành động nhanh chóng hòa giải với Phở Lô Gia để giảm thiểu ảnh hưởng của tối nay. Sau đó, sẽ tìm cách bù đắp lại thôi. Cậu nói là Cố Diệp Quân đã biển thủ công quỹ của tập đoàn Cố Thị chỉ để cứu Cố Diệp Du và Cố Diệp Hạo. Đúng vậy, người mà ông cụ sắp xếp theo dõi sát sao tập đoàn Cố. Một khi có động thái, tôi sẽ biết đầu tiên. Họ thật sự điên rồi. Tiểu thư, có cần tôi ra tay để lộ chuyện này không? Tất nhiên phải để lộ ra, nhưng bây giờ chưa cần vội. Cố Diệp Quân đã tự mình cho một quả bom lớn như vậy. Tôi sẽ từ từ kích nổ. Hãy bắt đầu từ nghệ sĩ dưới trướng của Cố Thị. Con gái yêu của mẹ. Mẹ, con gái yêu đã khiến con chịu khổ rồi. Mẹ, mẹ không biết tối nay con đã trải qua thế nào đâu. Tối nay đều do Nhân Hạ. Nếu không phải cô ấy cố ý thiết kế hãm hại con và Du Du, làm sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh này? Ừ, anh cả, giúp em liên lạc với bạn bè trong giới. Em muốn hoàn toàn phong tỏa Nhân Hạ. Anh hai, anh nên tiết kiệm sức lực đi. Những nhà đầu tư cho bộ phim mới của anh đã rút vốn từ lâu rồi, lấy gì mà phong tỏa? Đủ rồi. Mọi người bình tĩnh chút, những tình huống này chỉ là tạm thời. Đợi khi nhà họ Cố tốt lên, bộ phim mới của em vẫn có thể quay. Thời gian này em cứ ở nhà đi, đừng đi đâu cả. Đại ca, những tài nguyên đó của em sẽ không mất chứ? Anh sẽ lấy lại cho em.
Cảm ơn đại ca. Du Du tin rằng anh nhất định có thể. Vào đi, ừ. Vào. Tiểu thư, đây là danh sách nghệ sĩ hiện có của tập đoàn Cố. Tôi đã lan truyền tin tức Cố Diệp Tuấn không ngần ngại cứu Cố Diệp Du ra khắp nơi rồi, cộng thêm Phở Lô ra đã phong tỏa tập đoàn Cố trong làng thời trang và nghệ sĩ dưới trướng. Hiện tại đã có không ít người muốn chấm dứt hợp đồng với tập đoàn Cố, chỉ là vì hợp đồng bất công của tập đoàn Cố mà chưa ai dám hành động. Hãy nói với các nghệ sĩ khác dưới trướng tập đoàn Cố, chỉ cần họ ký hợp đồng với sở studio của tôi sẽ giúp họ chấm dứt hợp đồng với tập đoàn Cố. Đúng. Cảm ơn nền tảng. Kiếp trước Cố Diệp Quân đã dốc hết tài nguyên của Cố Thị cho Cố Diệp Du. Những nghệ sĩ khác dưới trướng anh ta vẫn có thể nổi tiếng. Điều này chỉ có thể chứng minh những nghệ sĩ này vốn dĩ rất có thực lực, đáng để khai thác. Cố Diệp Quân, anh tự mình mù quáng không thấy bảo bối, thì đừng trách tôi lấy hết bảo bối của anh mà mang đi hết. Ai nói vậy? Tôi biết rồi. Đại ca, chuyện gì vậy? Có người muốn lôi kéo nghệ sĩ ký hợp đồng của công ty. Nghệ sĩ của công ty đều đã ký hợp đồng. Nếu muốn hủy hợp đồng thì phải bồi thường một khoản tiền lớn. Họ làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Nếu có người cố ý muốn lôi kéo người khác thì phí vi phạm không phải là vấn đề. Chẳng lẽ chúng ta chỉ đứng nhìn tập đoàn Cố sụp đổ sao? Yên tâm đi, có anh ở đây. Anh nghe nói gia tộc ẩn giật danh tiếng ở đế đô, nhà họ Nhan vừa mới đầu tư vào làng giải trí. Anh sẽ tìm cách để kết nối với họ. Nhà họ Nhan. Nhân Hạ. Đây không phải là gia tộc mà Nhan Hạ có thể tiếp cận. Cũng vậy, bây giờ nhà họ Cố chỉ dựa vào con và Du Du thôi. Từ đầu, Du mới sắp được ghi hình rồi. Dù anh không biết Nhan Hạ làm sao để kéo đầu tư, nhưng đây là cách nhanh nhất để tẩy trắng cho Du Du. Vì vậy, chúng ta nhất định phải nghĩ cách để Du Du tẩy trắng trên chương trình và nổi tiếng trở lại. Còn nếu có cơ hội, hãy nghĩ cách để Nhan Hạ về nhà. Anh cả vậy mà còn nghĩ đến việc để Nhan Hạ quay về. Không thể được, tôi tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Alo, rốt cuộc khi nào anh ra tay? Tôi sắp bị Nhan Hạ hại rồi. Đến lúc đó anh không giành được tập đoàn Cố, tôi cũng sẽ bị đuổi khỏi tập đoàn Cố. Mọi thứ sẽ kết thúc, anh có biết không? Nhan Tổng, hôm nay là buổi quay số 2 của chương trình thực tế của chúng ta. Chương trình kỳ trước đã được phát hành trên Hồng Quả Video. Dữ liệu ngày hôm đó đã bùng nổ. Sau đó những nhà đầu tư đã rút vốn. Sau khi thấy dữ liệu này, đã gọi điện cho tôi suốt đêm, nói rằng họ muốn đầu tư thêm. Vậy cậu nói sao? Tất nhiên là tôi từ chối rồi. Trước đây họ đối với chương trình của chúng ta không chút mặn mà, bây giờ họ không thể với tới. Hơn nữa, bây giờ có Nhan Tổng là chỗ dựa lớn như thế bên cạnh tôi, tôi đâu cần phải quan tâm đến họ chứ, phải không? Ừ, làm tốt đấy. Đợi quay xong chương trình này đã, tôi sẽ gửi cho cậu một phong bì lớn. Ha ha, cảm ơn Nhan Tổng. À đúng rồi, Nhan Tổng, còn một việc nữa. Chính là cái đó, bên Thời Gia Thời Diễn cũng đã nói chuyện với tôi về đầu tư. Ban đầu tôi định từ chối, sau đó suy nghĩ lại. Ông và anh ấy trong chương trình của chúng ta, không phải là cái đó. Quan hệ không bình thường nhỉ? Vì vậy tôi tạm thời chưa từ chối. Nhưng anh ấy cũng nói rồi, anh ấy không bận tâm quyền chủ đạo, chỉ đơn thuần muốn đầu tư chút thôi. Vậy thì để anh ấy đầu tư đi, có tiền không kiếm là đồ ngốc. Này, tất cả đều là anh em, anh ấy đầu tư bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Cô chắc chắn đây là anh em. Chuyên hại anh em chứ gì, cậu nói gì? Ha ha, không có gì. À đúng rồi, tôi muốn nói còn một chuyện nữa. Bên nhà họ Cố, gần đây luôn dò hỏi nội dung chương trình tạp kỹ kỳ thứ hai của chúng ta. Vậy cô xem, có cần thiết phải đuổi Cố Diệp Du và Cố Diệp Ngọc ra không? Tất nhiên là không cần. Đuổi họ ra, chúng ta lấy gì để tăng tỷ lệ người xem chương trình? Tôi không chỉ muốn giữ họ lại, tôi còn muốn bạn tiết lộ nội dung chương trình cho họ trước. Tôi muốn tối đa hóa lợi ích. Đúng là kẻ bóc lột. Nói gì vậy? Hi hi, tôi là Nhan Bác Bì. Ái chà. Đợi đấy,
Xem chị Hạ sắp biến cậu thành đạo diễn chương trình tập kỹ mạnh nhất lịch sử. Du Du, Diệp Ngọc, còn lại anh không nói nhiều nữa, chỉ có một điểm anh nhấn mạnh lại. Bất kể xảy ra chuyện gì, cũng đừng đối đầu với Nhan Hạ nữa, biết chưa? Được, em biết rồi. Đại ca, em cũng biết rồi. Anh yên tâm, lần này, em chắc chắn sẽ thể hiện tốt. Ngoan, vào trong đi. Được. Cẩn thận nhé. Này, anh Quý Lăng. Anh cũng đến à? Ừ. Chúng ta qua đó ngồi đi, bên đó có chỗ trống, không cần đâu, các cậu cứ ngồi đi. Nhan Hạ đã theo đuổi mình lâu như vậy, sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế? Lần trước cô ấy với Thời Diễn, chắc chắn là cô ý chọc giận mình. Chỉ cần mình rộng lượng một chút, tha thứ cho cô ấy chắc chắn sẽ quay lại bên mình. Nhan Hạ, lần này mình nhất định sẽ chơi cô thật đau. Chỗ này không có ai ngồi phải không? Vậy anh ngồi nhé. Cút đi, không ai ngồi cũng không cho anh ngồi. Nhân Hạ, cô bị điên rồi phải không? Đúng vậy, cô. Hạ Hạ, anh có thể ngồi cạnh em không? Anh vừa thực sự là không tìm được chỗ ngồi, và chân của anh đang rất mỏi. Lại đây, ngồi đây, em để dành cho anh mà. Hạ Hạ đối tốt với anh nhất rồi. Nhân Hạ, cô không cho tôi ngồi là để dành cho anh ấy phải không? Cậu cũng xứng đáng so với anh ấy sao? Cậu có biết anh ấy là ai của tôi không? Chẳng lẽ họ đã ở bên nhau rồi? Không thể nào. Nhân Hạ từ nhỏ đến lớn, đuổi theo mình lâu như vậy, sao có thể nhanh như vậy, thay lòng đổi dạ, họ nhất định đang diễn trò. Anh ấy là thần tài của tôi. Quả nhiên, cô ấy chưa mù quáng đến mức này. Thời Diễn, anh cũng chẳng có gì đặc biệt. Ít nhất thì tôi đang ngồi, còn anh thì đứng, anh, còn phiền đến đại ảnh đế kỷ của chúng tôi, đi tìm vị trí của chính mình đi. Tôi không liên quan gì với cô ấy. Ồ, thế à? Sao tôi nhớ mấy ngày trước, vẫn thấy cậu và đại tiểu thư nhà họ Cố lên CP, trang đầu siêu thoại. Hơn nữa, dữ liệu đó là do nhà họ Kỳ tự làm giả. Chắc chắn anh đã nhìn nhầm rồi. Tôi đã chụp màn hình rồi. Cái gì vậy? Cho em xem. Thời Hy Diễn, cậu đợi đấy. Chờ xem nhé. Đùa thôi, lượng fan này có thể lên đầu bảng CP siêu thoại. Anh nhìn xem fan của chúng ta mới nên là đầu tiên. Được, vậy anh sẽ mua chúng ta lên đầu. Còn cần phải tốn tiền thật. Chúng ta không mua đâu, fan thích chúng ta đều là fan thật. Tất cả nghe theo Hạ Hạ. Đi nào, gửi anh Quý Lăng. Ngồi đây đi, chỗ này có chỗ ngồi. Không, tôi ngồi đây được rồi. Anh ba, em đi vệ sinh. Được, anh ba sẽ đợi em ở đây. Lần này chương trình ghi hình ở thành phố S, bố phải làm cho Nhan Hạ biến mất ngay lập tức, nếu không thì đừng mong con giúp bố. Bố là người thân của con, sao con lại nói chuyện với bố như vậy? Con vẫn là tiểu thư nhà họ Cố đây, sao bố lại nói chuyện với con như vậy? Được rồi, sau khi mọi việc xong xuôi, bố có thể có lợi ích gì? Chẳng phải bố muốn tập đoàn Cố thì sao? Con giúp bố có được là xong rồi. Thỏa thuận. À, Cố Diệp Du, nghe cho rõ đây. Cô không phải là con gái ruột của nhà Cố. Tôi mới là bố của cô. Cứu tôi với, có ai không? Kêu lên. Cô có thể kêu. Nhưng con gái ruột của nhà họ Cố, tôi đã tìm thấy rồi. Cô đoán thử xem, nếu cô ấy trở về, thân phận tiểu thư nhà giàu của cô còn có thể hưởng thụ được bao lâu? Vậy ông muốn thế nào? Tất cả những gì cô có bây giờ đều là do tôi cho cô. Năm đó nếu không phải tôi đã đưa đứa con nhà họ Cố đi, đuổi cô vào nhà họ Cố, con có cơ hội nào để tận hưởng tất cả những thứ này? Vậy ông muốn thế nào? Bố là bố của con. Bố có khả năng cho con danh phận nhà họ Cố. Vậy bố sẽ có cách để nhà họ Cố, đứa con ban đầu không thể trở về nhà họ Cố,
Bố thật sự có khả năng đó sao? Tất nhiên. Nhưng con phải giúp bố trước. Nhân hạ. Muốn trách thì trách chị đã cướp đi thân phận tiểu thư nhà họ Cố của em. Máy bay sắp cất cánh rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, có thể ra cổng lên máy bay rồi, đi thôi. Hạ Hạ, để anh giúp em. Không cần, để anh giúp lại bẩn đồ của tôi. Nhân Hạ, chị đang làm gì thế? Sao chị có thể đối xử với anh như vậy? Còn anh Quý Lăng thì sao? Nếu anh ấy giúp em mang hành lý, thì đã không có chuyện này xảy ra rồi. Vẫn là tay nhanh quá. Ừ, biết ăn nói. Đi thôi. Anh Quý Lăng. Sau này chuyện của anh và Nhân Hạ, em đừng xen vào. Anh Quý Lăng, xin lỗi. Quý Lăng, chính anh không được Nhan Hạ để mắt tới. Đừng chút giận lên người Du Du. Thôi được rồi Tam ca, nếu muốn trách thì trách em đi. Vậy thì quản lý tốt em gái của cậu đi. Quý Lăng, em sẽ khiến anh hối hận vì hôm nay đã đối xử với em như vậy. Quý Lăng, không ngờ trước đây tôi còn coi anh như anh em tốt. Không ngờ rằng cậu lại là một người thích bợ đỡ kẻ mạnh. Du Du, yên tâm đi. Chương trình thực tế này anh nhất định sẽ làm cho em nổi tiếng. Cảm ơn anh ba, em tin anh, đi thôi. Lên máy bay rồi. Chào mừng mọi người đến tham gia chương trình thực tế từ con số 0, tập thứ 2 của chương trình giải trí. Trong tập này của chúng tôi, sẽ có một khách mời bay, sẽ đến muộn một chút. Chúng ta bây giờ bắt đầu phát sóng trực tiếp chính thức. Đại Hữu Quân đã vào phòng các bạn ơi, quy tắc kỳ này của Hoa Mỹ Nam vẫn giống như kỳ trước, nhưng để kỷ niệm chúng ta, chương trình đã thay đổi nhà đầu tư. Tổ chương trình thì đã đặc biệt đặt hai bàn tiệc lớn xa hoa. Mọi người ăn xong rồi thì chúng ta công bố nhiệm vụ lần nữa. Tuyệt quá. Được thôi, vẫn như cũ. Mọi người tự do lập đội trước, chia thành hai đội. Hạ Hạ, mình có thể cùng đội với cậu không? Vậy em vẫn cùng với Tam ca, anh Quý Lăng. Hạ Hạ, anh có thể cùng nhóm với em không? Cút. Nhóm của các cậu đâu chỉ có một mình cậu. Dù sao đi nữa cũng phải hỏi ý kiến của mọi người chứ. Tôi sẽ đi theo diễn tử. Ý của anh ấy chính là ý của tôi. Nghe thấy chưa? Anh Quý Lăng, anh cùng nhóm với chúng tôi. Vì mọi người đã chia nhóm xong, vậy thì đi theo tôi đến nhà hàng nhé. Tổ chương trình kỳ này thật sự hào phóng như vậy. Đã chuẩn bị cho chúng ta hai bàn tiệc lớn. Bàn này chắc cũng phải 5.000 nhỉ? Đúng vậy. Chi phí mỗi bàn ở đây là 5.580. Nhưng do tổ chương trình của chúng tôi, kinh phí có hạn. Vì vậy, chỉ đủ chi trả cho một bàn. À, nhưng tiền của chúng tôi đều bị chương trình tịch thu rồi mà. Nếu các cậu chỉ trả cho một bàn, thì bàn còn lại không có tiền làm sao trả. Tiếp theo, tôi xin tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên của chương trình kỳ này. Ép bài hát, mọi người theo tôi. Ép bài hát. Đi. Trên mỗi bàn của nhà hàng này có hai nút bấm, một đỏ một xanh. Chỉ cần có người lên sân khấu hát, khách trong quán sẽ dựa vào lựa chọn của mình mà bấm nút. Màu đỏ đại diện cho không hay. Hai nhóm khách mời của chúng ta sẽ phải tuân thủ quy tắc này. Lên sân khấu thi hát, cuối cùng nhóm nào nhận được nhiều màu xanh nhất thì sẽ là nhà vô địch. Ban tổ chức chương trình sẽ thanh toán cho bàn của họ. Còn nhóm thua cuộc thì chỉ có thể ở trong nhà hàng này rửa bát để trả tiền. À, chúng ta bắt đầu thôi. Đây không phải là hát ca giao cờ sao? Em giỏi mà. Anh cả nghe ngóng quả nhiên không sai. Nội dung của chương trình lần này quả nhiên là hát. May mà mình đã chuẩn bị sẵn. Tam ca Quý Lăng, ca ca, việc hát hò em cũng rất giỏi. Lần này em chắc chắn sẽ không thua. Nhân Hạ chắc cũng rất giỏi nhỉ. Du Du, với giọng hát của em, nhất định có thể giành giải nhất. Cố lên nhé, Hạ Hạ. Chị muốn hát trước không? Chị không sao cả. Vậy em trước nhé. Chào mọi người, tôi là Cố Diệp Du. Lần này tôi đặc biệt mang đến bài hát gốc của tôi Xuân Dã, gửi tặng các bạn fan. Hy vọng mọi người sẽ thích. Cảm ơn. Cố Diệp Du từ khi nào biết viết bài hát vậy? Đương nhiên rồi, Diệp Du là sinh viên của nhạc viện. Viết bài hát là cơ bản, không như một số người. Bất kể chuyện gì xảy ra, đều không được đối đầu với Nhan Hạ nữa.
Sao không nói tiếp đi? Không có gì để nói. Du Du sắp hát rồi, hạ hạ. Có gì đó không ổn, cô ấy có phải đã biết từ trước chương trình này phải hát không? Đúng vậy, em đã tiết lộ trước. Thật lợi hại. Mình nhất định phải giành được hạng nhất để chứng minh tài năng của mình cho fan và cư dân mạng. Chỉ cần mình đủ xuất sắc, fan chẳng quan tâm đến điều khác. Nhân hạ, chị không thể đánh bại em được nữa. Cô ấy thường có phong cách dịu dàng, nhưng bài hát này lại khiến người ta cảm thấy, sao lại nam tính thế nhỉ? Có thể không mâu thuẫn sao, đều là sao chép mà. Kiếp trước Cố Diệp Du đã lợi dụng quyền thế của nhà Cố, lấy đi không ít. Bài hát của ca sĩ chưa nổi tiếng, lời bài hát giữa chừng này, sao nghe giống như do con trai viết vậy? Cảm ơn mọi người. Tam ca, Du Du, đèn xanh toàn bộ. Em đã nhận được phiếu bầu tối đa. Tiếp theo, không ai có thể vượt qua em đâu. Tam ca, Hạ Hạ vẫn chưa lên sân khấu mà. Hạ Hạ lần trước biểu diễn rất tốt. Lần này chắc chắn em vẫn không thắng được cô ấy đâu. Du Du, bài hát này là do em tự viết. Hơn nữa, nếu như Nhan Hạ cũng nhận được số phiếu tuyệt đối, cô ấy và em sẽ hòa nhau. Em không kém gì cô ấy. Này Hạ Hạ, Tam ca tuyệt đối không có ý đó. Anh ấy chỉ muốn làm em vui thôi. Anh ấy không có kéo chị xuống đâu. Em cũng thật quá coi trọng bản thân rồi. Chị đâu phải là mèo chó mà ai cũng thắng được. Nhân Hạ, kỳ này anh không muốn đối đầu với em. Sao em cứ bắt nạt Du Du mãi thế? Cô Diệp Dục đừng. Ai bảo cô ấy cứ phải diễn trò với em? Nhân Hạ, đừng ép anh. Thời Hy diễn, thả tôi ra. Anh làm đau mắt tôi rồi. Tam ca, có đau không? Du Du, anh không sao, đừng lo cho anh. Hạ Hạ, em biết vì em được điểm tuyệt đối, khiến chị cảm thấy không thoải mái. Nhưng lần trước em đã nhường chị, em cũng không muốn để fan của em hiểu lầm em. Vì em mà lo lắng, chị có gì bực tức thì hướng vào em là được rồi. Chị đừng đối xử như vậy với Tam ca. Lúc Tam ca đến, còn muốn làm hòa với chị. Ý của em là, lần trước chị thắng em là do em nhường chị. Em cũng quá tự cao rồi đấy. Em không có ý đó. Em chỉ muốn chứng minh bản thân thôi. Nếu chị có bài hát gốc nào, chị cũng có thể lên hát mà. Bài hát tự sáng tác thì chị không có, nhưng chương trình đâu có nói không được hát lại bài của người khác. Hát lại cũng được mà. Vậy tôi sẽ chọn một bài, bài hát Đức Ít Người Biết của ca sĩ Đức Ung. Sáng tác một bài hát đơn, gửi tặng cô Cố Diệp Du. Nghĩ rằng chọn một bài hát nước ngoài là có thể thắng mình, thật nực cười. Cô ấy có ý gì? Mặc kệ cô ấy có ý gì, dù sao em cũng đã đạt điểm tối đa rồi, không cần quan tâm cô ấy. Đây là... Bài hát này, vừa nãy không phải cô ấy hát sao? Nhân Hạ nhanh vậy, đã có thể hát lại bằng tiếng Đức rồi. Đây không phải là hát lại, cô ấy hát mới là nguyên bản. Sao lại như vậy? Rõ ràng bài hát này là của mình, sao Nhân Hạ lại biết bài hát này? Du Du, chuyện này là sao? Em không biết, em thực sự không biết. Du Du, Du Du đừng vội. Nhân Hạ, bây giờ mình nên làm gì? Bài hát mà em vừa hát, có phải em tự viết không? Anh Quý Lăng, anh cũng nghi ngờ em. Quý Lăng, ý anh là gì? Nốt nhạc chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu có giống nhau cũng là chuyện bình thường. Sao anh lại nghi ngờ Du Du? Còn nữa, bài hát vừa rồi là Du Du hát trước, rồi đến Nhan Hạ hát. Anh làm ơn xác định rõ thứ tự trước sau được không? Đúng rồi, Tam ca nói không sai. Âm nhạc vốn có khả năng tương đồng. Cô ấy trở lại rồi. Nếu anh muốn nghi ngờ, thì hãy nghi ngờ Nhan Hạ đi. Hạ Hạ, bài hát em vừa hát. Có mệt không? Uống một ngụm nước đi. Nhan Hạ, bài hát em vừa rồi, sao lại giống với bài của Du Du vậy? Có phải vì Du Du được điểm tuyệt đối, mà em trực tiếp sao chép của cô ấy? Bài hát em vừa mới hát, là bài hát Đức Hà Uno. Lúc em lên sân khấu đã nói rồi, không nghe thấy à? Giai điệu của bài hát em hát và bài của Du Du hát giống y như đúc. Thì anh phải hỏi cô em tốt của anh. Tam ca, bài hát này là do em tự sáng tác. Em không có đạo nhạc.
Bài hát này năm 2015 đã được phát hành trên YouTube, là một ca sĩ nam người Đức phát hành. Bây giờ là năm 2024, em sáng tạo bây giờ có phải hơi muộn quá không? Làm sao Nhan Hạ biết rõ như vậy? Cần chị đưa ra bằng chứng không? Đó chỉ là cảm hứng giống nhau thôi, nốt nhạc chỉ có mấy cái đó, có giống nhau cũng rất bình thường mà, có một chút giống nhau là rất bình thường. Nhưng hoàn toàn giống nhau thì không bình thường. Em là đệ tử thân truyền của Đại sư Đường, em còn là sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc tế, em không ham muốn việc sao chép của người khác. Bất kể các cậu có tin hay không, bài hát này em chưa từng nghe qua. Không có, không có. Nhân Hạ, em đang phỉ báng đầy miệng. Vì các người nghĩ rằng em đang vu khống cô ấy, vậy em sẽ đưa ra bằng chứng. Không cần phiền tìm bằng chứng. Sư phụ. Sư phụ. Ngày sao lại đến đây? Tôi không có đệ tử như cô. Khách mời đặc biệt của chương trình lần này là Đại sư Đường. Đạo diễn ngay cả mình cũng giấu. Luôn phải để lại một chút bất ngờ. Đường Nguyệt Vũ chính là vị khách mời bay của chúng ta kỳ này. Ban đầu thì tổ chương trình sắp xếp Đại sư Đường. Bí mật chấm điểm cho mọi người. Tuy nhiên, trước đây là nhà họ Cố và hiệu trưởng của Học viện Âm nhạc Quốc tế gây áp lực kép, buộc tôi nhận đồ đệ, tôi mới miễn cưỡng nhận cô. Trước đây chưa nói. Một là để giữ thể diện cho hai nhà, hai là tôi là người không thích tranh danh đoạt lợi. Nhưng hôm nay cô công khai sao chép, tôi không thể tha thứ cho cô. Không sư phụ, con không có. Hôm nay tôi chính thức tuyên bố ở đây. Người này Cố Diệp Du không còn là đệ tử của tôi. Xin bạn từ nay đừng hành động dưới danh nghĩa của tôi nữa. Đại sư Đường, có phải ông đã nhầm rồi không? Làm sao có thể Du Du đạo văn được? Chắc chắn có người cố tình xúi dục ông và Du Du. Tôi có tai. Vừa rồi tôi nghe rõ từng chữ hai bài hát đó. Cậu muốn nói, cậu hiểu âm nhạc hơn tôi. Không phải. Chính em đã nói. Nhân Hạ, chị. Xem ra em muốn chị nói giúp em rồi. Du Du. Nhân Hạ. Du Du đã ở nhà họ Cố bao nhiêu năm, giúp chăm sóc mẹ và các anh, giúp em làm tròn chữ hiếu. Em không có chút lòng biết ơn nào sao? Sao anh không nói gì? Nhiều năm như vậy, cô ấy cũng thay thế em, ở nhà họ Cố hưởng rất nhiều. Khi làm tiểu thư nhà giàu, em ở vùng nông thôn, thậm chí còn bị bán tới núi để làm con nuôi. Anh có hiểu không? Dù sao đi nữa, Du Du là em gái của anh không thể làm ngơ. Nhân Hạ, cậu không sao chứ? Tôi có thể có chuyện gì chứ? Chờ tôi một chút. Em đi vệ sinh một lát. Anh chờ em. Hạ Hạ, chuyện tối nay, anh thực sự không biết. Liên quan gì đến tôi? Cút đi. Tôi và Cố Diệp Du không có quan hệ như vậy. Trong lòng tôi chỉ có em. Danh tiếng Cố Diệp Du đã bị hủy hoại. Anh lại muốn quay lại với cô ấy à? Hạ Hạ, em biết rõ không phải vậy mà. Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Anh biết em yêu anh. Đừng nói những lời giận dữ nữa. Chúng ta quay lại với nhau được không? Quý Lăng, đây là lần cuối tôi nói với anh. Tôi không yêu anh. Bây giờ không yêu, sau này càng không yêu. Anh càng xa tôi càng tốt. Nếu không, gặp anh lần nào tôi đánh anh lần đó. Nhanh vậy đã có vụ bắt cóc rồi. Biết thế lúc giữa trường mình đã đi vệ sinh trước. Sao Hạ Hạ vẫn chưa ra nhỉ? Để tôi đi xem sao. Hạ Hạ, cậu có ở đó không? Hạ Hạ. Hạ Hạ không có trong nhà vệ sinh. Tôi nhặt được điện thoại của cô ấy ở cửa. Nói gì vậy? Còn không mau thông báo cho ekip chương trình. Bảo đạo diễn tìm người nhanh lên. Được rồi, tôi sẽ đi ngay. Hạ Hạ, anh nhất định sẽ tìm được em. Alo. Huy động tất cả mọi người nhà thời, tìm kiếm toàn thành phố Yên Hạ. Bất cứ ai cung cấp manh mối hữu ích, sẽ được thưởng 1 triệu. Không ngờ họ phản ứng nhanh như vậy. Mình muốn xem. Người này rốt cuộc muốn đưa mình đến đâu? Cái gì? Nói Nhan Hạ mất tích rồi. Cô ấy vừa đi vệ sinh mà. Tôi vừa đi tìm cô ấy trong nhà vệ sinh nhưng không thấy. Điện thoại cũng bị bỏ ở cửa. Cô nói gì? Một nhà đầu tư lớn như tôi đã mất tích. Đừng quay nữa. Ông chủ không ổn rồi. Có chuyện lớn xảy ra rồi. Tiểu thư đã bị bắt cóc. Cái gì? Dù có phải lục tung cả thành phố S, cũng phải tìm được người cho tôi. Vâng.
Anh ba, anh sẽ tin em đúng không? Du Du, em hãy ngủ một giấc thật ngon. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh nghe điện thoại một chút. Ừ. Với độ nổi tiếng của Tam Ca, anh ấy chỉ cần giúp mình nói một lời, vẫn có thể cứu vãn được. Tôi tình anh em sâu đậm quá. Sao bố lại ở đây? Còn kéo cô ấy đến nữa. Quả nhiên có liên quan đến cô ấy. Bố không ở đây thì bố có thể đi đâu? Bây giờ khắp nơi đều đang tìm cô ấy. Con cũng không nói với bố rằng bắt cóc cô ấy sẽ có nhiều người đuổi theo bố như vậy. Chỉ việc nhỏ này cũng không làm xong, bố còn muốn gánh vác gia đình à? Ái chà, con gái ngoan của bố. Giờ chúng ta đúng là châu chấu trên cùng một sợi dây. Bố không chạy thoát được, con cũng chẳng được lợi gì. Không ngờ cố Diệp Hữu sớm đã liên lạc với bố ruột của cô ấy. Nếu nhà họ cố biết, họ nông chiều đến cực độ cô con gái giả mạo đã từ lâu hợp tác với bố ruột của cô ta, âm mưu chiếm đoạt tài sản nhà cố. Không biết những người nhà cố sẽ nghĩ sao. Bố muốn thế nào? Đưa bố ít tiền trước đã. Được rồi, tiền con cũng đã chuyển cho bố rồi. Nghĩ cách giúp con giải quyết cô ta. Anh à, sao anh lại gọi cho em vào lúc này? Anh đã xem live sờ chim chưa? Hiện giờ Du Du không sao. Anh thấy trên tìm kiếm hot nói Nhan Hạ bị bắt cóc. Em biết chuyện này không? Cái gì? Nhan Hạ bị bắt cóc? Không thể nào. Em vừa thấy cô ấy ở nhà hàng khách sạn, vẫn ổn mà. Nhan Hạ bị bắt cóc từ nhà hàng. Mẹ và anh đã trên đường đến thành phố S rồi. Bây giờ em lập tức quay về đoàn làm chương trình. Được, em biết rồi. Chỉ có chút tiền này sao mà đủ? Con ở nhà họ cố, làm tiểu thư cũng đã nhiều năm rồi. Chẳng lẽ không có chút tiền riêng nào? Muốn đuổi bố với 10 vạn đồng, rốt cuộc bố còn muốn thế nào? Ông là ai? Xong rồi, tuyệt đối không thể để Tam Ca phát hiện quan hệ giữa mình và phòng Trường Đông. Ông là ai? Đừng lại đây. Ông đã làm gì Nhan Hạ rồi? Ông là ai? Nếu như bị cố Diệp Du phát hiện, chúng ta hai người đều không thoát được. Chẳng lẽ con không muốn biết? Con một đứa con giả mạo, nhà họ cố có thể vì con làm đến mức nào? Con giả mạo và con ruột đồng thời bị bắt cóc, bạn đoán xem nhà họ cố sẽ lựa chọn thế nào? Mau thả Du Du ra. Tam Ca, cứu em. Thả cô ấy cũng được. Hai người, 200 triệu. Sao anh đòi nhiều tiền vậy? Không có tiền đâu, cả hai đi đi. Đừng, đừng động vào cô ấy. Muốn gì tôi cũng cho ông. Đi, xuống lầu chuẩn bị cho tôi một chiếc xe. Đừng có báo cảnh sát đó. Nếu mày dám báo án thì hai đứa bọn họ sẽ... Tam Ca, Tam Ca, có cần bây giờ đứng lên làm một vụ không? Thôi đi, vẫn nên xem kịch thêm chút nữa. Đã làm theo những gì ông nói, thả người mau. 200 triệu, không thiếu một đồng. Anh ba, cứu em với. Anh ba, vào đi, ngoan ngoãn chút đi, đừng động đậy, ngoan ngoãn nào. Đừng động đậy, đừng lại gần, đừng lại gần. Đại ca, Du Du cũng bị bắt cóc rồi. Anh là đạo diễn đó, phải không? Bà là mẹ của Nhan Hạ phải không? Nhan Hạ hiện tại vẫn chưa. Nhan Hạ hiện tại, Du Du đâu? Du Du đang ở đâu? Con gái của tôi, chương trình của các anh, làm thế nào mà làm được? Con gái của tôi, từng người một, bị bắt cóc ở đây. Mẹ, mẹ đừng lo, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Đây là sai sót của chúng tôi, nhưng chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. Anh báo cảnh sát thì có ích gì, tôi nói cho anh biết. Nếu Du Du của tôi có bất kỳ sơ suất nào, tôi sẽ không để yên cho anh. Cô là mẹ ruột của Nhan Hạ sao? Sao lại không quan tâm gì đến Nhan Hạ? Rõ ràng là Nhan Hạ mất tích trước. Dù sao đi nữa, cũng nên quan tâm trước đến sự an nguy của Nhan Hạ chứ. Người phụ nữ đó thì có gì mà phải lo lắng? Nếu không phải vì cô ta, Du Du của tôi sao có thể bị bắt cóc? Cô ta bị bắt cóc là đáng đời. Cô nói ai đáng đời? Họa từ miệng mà ra. Anh tốt nhất ăn nói cẩn thận chút. Ông là sư phụ của Nhan Hạ. Lúc trước tôi đến thôn quê đón Nhan Hạ về nhà, chính là ông chăm sóc cô ấy. Ông cụ, có tin về tiểu thư rồi.
Có người nhìn thấy tiểu thư xuất hiện từ trong núi Tùng Vân, tăng cường nhân lực, dẫn người tìm kiếm trên núi. Vâng. Đạo diễn, chúng ta cũng đến núi Tùng Vân giúp tìm kiếm nhé. Đi trước đi. Đi. Bố cứ nhất quyết leo lên núi, đúng không? Mệt chết con rồi. Con cũng mệt à? Con không nhìn bố sao? Bố còn đang cõng một người nữa đây. Không cần tự leo núi, thật là thoải mái. Coi như ngắm cảnh. Bố nhanh chóng đi. Đừng để cô ấy giữa chừng, tỉnh lại cho tôi. Cô ấy không thể tỉnh, bố đã dùng thuốc mê gấp đôi. Cô ấy sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn. Tốt nhất là đi đi đi. Hạ Hạ, em nhất định đừng có chuyện gì. Anh tuyệt đối sẽ không để em gặp chuyện gì đâu. Hạ Hạ. Hạ Hạ. Hạ Hạ. Thả Du Du ra. Con đã để lại manh mối cho cô Diệp Ngọc. Rất có thể một lát nữa sẽ đến. Đoán chừng một lát nữa sẽ đến thôi. Sắp có thể chứng kiến tầm quan trọng của con trong lòng người nhà cố. Suýt nữa thì quên, hắn còn có súng. Này, con đang làm gì vậy? Làm bẩn một chút, con cũng phải bị bắt cóc chứ. Vậy để bố trói con lại, chẳng phải xong rồi sao? Lại đây, lại đây. Nói sớm đi. Đoàn trưởng, cô ấy cũng sắp tỉnh rồi. Buộc đi, buộc đi. Lão gia, người của chúng ta có tin về tiểu thư rồi. Nhưng tiểu thư bảo chúng ta đợi một lát rồi mới giải cứu. Cô ấy không sao, người tìm thấy nói. Tiểu thư trông còn tỉnh táo hơn bọn bắt cóc. Du Du, đừng lại đây. Du Du, con gái ruột vừa mới nhận lại. Và con gái nuôi từ nhỏ đến lớn. Tôi chỉ để một người, các người tự chọn đi. Anh đừng kích động, anh muốn bao nhiêu tiền chúng tôi đều đưa cho anh. Thả hai người họ ra. Mẹ, anh mau cứu em với. Du Du, em sợ quá. Đừng sợ, chúng ta sẽ cứu con. Nhanh, nhanh cứu em gái của con. Ái chà, quả thật là tình mẹ con sâu sắc. Đừng nói nhảm. Tôi không có tình mẹ con sâu sắc với Du Du, chẳng lẽ phải với con? Người luôn khiến tôi bực mình cả ngày. Tình mẫu tử sâu đậm của mẹ con tội lỗi sao? Đừng bao giờ. Tôi thấy ghê tởm. Nhân Hạ, em đừng nói lời giận dỗi. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy chứ. Tôi đã nói rồi, các người chỉ có thể chọn một. Ông bình tĩnh lại đi. Hay là các người cứu Nhan Hạ đi. Nhan Hạ giỏi hơn con. Cô ấy mới là thiên kim tiểu thư của nhà cố. Con nguyện ở lại làm con tin. Con chưa chọn. Vậy thì đừng chọn nữa. Thả Du Du đi. Thả Du Du đi. Mình mới là con gái được cưng nhất nhà cố. Vừa mới nói sẽ không bỏ rơi em. Bây giờ tự vả miệng mình rồi. Chọn Nhan Hạ. Quý Lăng, tại sao anh lại chọn Nhan Hạ? Quý Lăng, anh đừng có mơ hồ. Chúng ta Du Du trước, sau này chắc chắn có cơ hội. Rồi cứu Nhan Hạ. Cứu Nhan Hạ trước, cứu Nhan Hạ trước. Nhưng mà, tại sao Quý Lăng lại không chọn giống kiếp trước? Nếu đã không thống nhất được, thì đừng bàn bạc nữa. Đi đi. Không không không, đã thương lượng xong, thả Du Du ra. Muộn rồi. Tôi muốn cậu cào nát mặt cô ấy, rồi thả người. Ông nói gì? Đợi thêm chút nữa, thì không chỉ là rạch mặt cô ấy đơn giản như vậy đâu. Đừng. Mẹ, nếu không phải vì con, Du Du cũng sẽ không bị bắt cóc. Mẹ sẽ hủy hoại khuôn mặt của con, nhà cô sẽ bù đắp cho em. Đây là điều con nợ Du Du. Mẹ, may mà em không sao. Đương nhiên em sẽ không sao. Thuộc hạ đến muộn, xin tiểu thư tha lỗi. Họ làm sao có thể gọi Nhân Hạ là tiểu thư được? Tại sao họ tôn trọng cô như vậy? Tại sao họ lại nghe lời của Nhân Hạ? Bắt lấy người đó. Tôi muốn người sống. Đừng lại gần, đừng ai động đậy. Nếu không thì tôi sẽ giết cô ấy. Mẹ, anh, cứu em với. Hạ Hạ,
Mau cứu, cứu Du Du. Dù sao thì cô ấy cũng là em gái của con mà. Con không có em gái như vậy. Sao con lại lạnh lùng như thế? Bây giờ, con đã có nhiều người như thế rồi. Con cứu Du Du, có thể thế nào đây? Chỉ cần em đồng ý, cứu Du Du. Em muốn gì? Nhà cô sẽ cho em. Nếu em muốn để cô ấy đi thì sao? Con. Nghiệt chướng. Con đang cản trở mẹ. Hạ Hạ, chị đang nói gì vậy? Đối xử lạnh lùng với em như vậy. Đừng tiến lại gần. Nếu cô lại gần, tôi sẽ nổ súng. Bắn đi. Sao nào? Không dám mở. Cũng đúng. Thân nhiều. Sao nỡ đối xử với con gái ruột? Chị đang nói linh tinh gì vậy? Em nói ông ấy là ai? Nhanh lên giết cô ấy. Nhanh lên giết cô ấy đi. Này, chuyện gì xảy ra vậy? Không có đạn. Em đã tháo ra. Yên Hạ. Lời em vừa nói, ý nghĩa là gì? Em không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết. Rốt cuộc ông là ai? Mà lại hại nhà họ Cố như vậy, có mục đích gì? Tôi muốn cả nhà họ Cố phải chết. Tôi chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể khiến các người tự tay giết chết con gái ruột của nhà Cố. Tại sao ông lại làm như vậy? Nếu tôi không làm vậy thì con gái tôi làm sao có thể trở thành tiểu thư nhà Cố? Bố im miệng cho con. Con gái, sao con dám đối xử với bố như vậy? Bố là bố ruột của con mà. Nếu không phải bố đã đưa con gái ruột của nhà Cố đi, thì con đâu có cơ hội tận hưởng cuộc sống sang giàu của nhà Cố chứ. Ông là trưởng phòng phòng đông. Phu nhân, tôi cầu xin bà tha cho tôi lần này đi. Tôi thực sự không thể mất công việc này được. Vợ tôi vừa mới sinh con. Cô ấy còn chưa thể di chuyển. Phu nhân, xin bà hãy giúp đỡ. Loại người hạ đẳng như ông ở nhà họ Cố chúng tôi, ở thêm một ngày, tôi đều cảm thấy ghê tởm. Dẫn theo đứa con hạ đẳng của ông, mau cút khỏi nhà họ Cố. Quăng ra ngoài. Phu nhân tha cho tôi. Tha cho tôi. Phu nhân, phu nhân. Phu nhân, cuối cùng cô cũng nhớ ra tôi rồi. Cô thật là ngốc. Cô đã nuôi giúp tôi 20 năm làm con gái. Mẹ đừng nghe ông ta nói bậy. Con thực sự không quen biết ông ta. Hạ Hạ, mẹ đã sai rồi. Từ lúc mẹ rạch khuôn mặt của con với gia đình Cố thì không còn liên quan gì. Hạ Hạ, phu nhân Cố, xin tự trọng. Hạ Hạ, chúng ta đều bị lừa rồi. Hạ Hạ, bây giờ mẹ sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà Cố. Mẹ để con làm đại tiểu thư duy nhất của nhà họ Cố, được không? Không cần đâu. Sư phụ, sao thầy lại đến đây? Năm trước, Nhân Hạ đã cho các người cơ hội. Vì nhà họ Cố không biết trân trọng, vậy thì mối quan hệ huyết thống này cứ cắt đứt đi. Sau này Nhan Hạ chỉ là người đứng đầu nhà họ Nhan. Nhà họ Nhan, ý ngài là nhà họ Nhan đã ẩn giật 30 năm ở đế đô. Nhà họ Nhan, anh cả, chính là chuyện anh nói với em lần trước, hợp tác với nhà Nghiêm. Đúng vậy, từ nay về sau sẽ không còn nhà Cố nữa. Đi, về nhà. Đưa họ đến cục an ninh. Vâng, sư phụ Tiểu Diễn. Chúng ta đi. Hạ Hạ, cút đi. Quý Lăng cuối cùng cũng đồng ý ở bên mình rồi. Là mình đã sai quá triệt để. Nhân Hạ, con gái của mẹ. Công ty Cố tiêu rồi, mẹ. Không sao đâu, con sẽ đi xin lỗi Nhan Hạ. Chúng ta đi cầu xin em ấy, vô ích rồi. Gia tộc Nhan ở đế đô đã ra tay, nhà họ Cố không còn khả năng sống sót. Nếu chúng ta sớm hơn một chút, đối xử tốt với Nhan Hạ. Mẹ. Mẹ. Không. Nhan Hạ, Nhan Hạ. Con gái của mẹ.
Hạ Hạ đã chết rồi. Con gái ruột của mẹ. Vì lựa chọn của chúng ta, nó đã chết. Mẹ, Hạ Hạ chưa chết. Cô ấy vẫn sống tốt mà. Mẹ đang mơ đấy. Nào, hãy nghỉ ngơi đi. Thật quá. Đây không phải là mơ. Điện thoại của mẹ. Mẹ muốn gọi điện cho cô ấy. Mẹ. Nhân Hạ, cô không sao thì tốt quá rồi. Nhân Hạ, cậu thật sự làm mình sợ chết mất. Thôi được rồi, không sao rồi. Mình đã đều, kẻ xấu đã bị đưa ra pháp luật. Nhân Hạ, nghe nói người bắt cóc cô là bố ruột của Cố Diệp Du. Nhiều năm như vậy, chính vì ông ta giúp Cố Diệp Du cướp đi cô, danh phận đại tiểu thư nhà họ Cố. Có thật không? Việc Cố Diệp Du bị bắt là thật. Những chuyện khác, không quan trọng nữa. Cậu vẫn nên suy nghĩ làm thế nào để quay số này. Cô không biết, chương trình của chúng ta đã bùng nổ rồi. Cô cứ chờ mà kiếm tiền đi. Thật đấy, tuyệt quá. Hạ Hạ, tất cả là lỗi của mẹ. Là mẹ đã tin nhầm Cố Diệp Du, kẻ tiểu nhân đó. Con có thể tha thứ cho mẹ không? Mẹ sau này sẽ cố gắng bù đắp cho con. Không cần, con không cần. Con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ. Cô ấy sẽ không tha thứ cho chúng ta nữa. Cô ấy sẽ không nhận tôi nữa. Tiếp theo xin mời chúng ta, nghệ sĩ được yêu thích nhất, nhà đầu tư có tầm nhìn nhất, nhạc sĩ quyền lực nhất Hollywood, nhạc sĩ, nữ diễn viên quốc tế Nhan Hạ, lên sân khấu nhận giải. Cảm ơn mọi người đã trao cả 4 giải thưởng này cho tôi. Nhưng tôi muốn nói một câu. Có thể ra một phiên bản, 4:1 không? Thực sự quá nặng rồi. Thời Hy Diễn, lại đây giúp tôi một chút. Thầy Thời và Hạ Hạ có vẻ quan hệ rất tốt. Tôi muốn hỏi một chủ đề mà đông đảo cư dân mạng bao gồm cả tôi đều rất quan tâm. Một chủ đề giúp cuộc quan hệ giữa Thầy Thời và Hạ Hạ là gì vậy? Cái này còn chưa rõ sao? Chính là mối quan hệ như vậy. Cuối cùng cũng đủ tuổi thọ, có thể nghỉ hưu rồi. Không thể nào. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Cúp là của mình, nổi tiếng cũng là của mình. Không thể nào, không thể nào. Hãy thật thà. Không thể nào. Không thể. Không thể nào. Mình mới là đại tiểu thư nhà họ Cố. Mình mới là đại tiểu thư nhà họ Cố. Mình mới là tiểu thư nhà họ Cố.